chuẩn y là một đồng bọn luôn. Phải đeo. Đúng. Chỉ biết ghê là bố mẹ thông minh. Có được 3 màu rồi được. Hello các tình yêu. Gì đây? 59 à? 59 là gì? 61. Đấy là 61 thôi. Đấy là 59. Em thấy chị cầm cả 61 mà. Hello các bác có nhìn thấy em không? Hôm nay toàn siêu phẩm ạ. Quần sóc đi em, để em một tí chị ơi. Đợi em một tí nhá chị, em chào chị Trang Trang. Chào mọi người. Em chào chị Thúy nha, chào chị Đỗ Lướt ạ. Hello chị Trương Thuận. Hôm nay rất là nhiều siêu phẩm, hôm nay em vừa được sale các bác ơi. Và hôm nay là giảm giá, để chạm giảm giá sập sàn luôn. Cái mã bộ B61 thì chắc chắn là rất là nhiều chị đã mua bộ này nhà em rồi đúng không ạ? Đấy các chị nhìn hàng này, siêu đẹp luôn. Hôm nay em còn một ít nữa các chị nhá. Còn một ít và nó đang lẻ sai số một chút. Chị ơi sao lại đưa XL đây vậy? Nguyên đấy. Nhưng mà kia có màu rồi. Rất nóng thế, bật cái quạt từ đồng xa cái đi chị ơi. Đẩy đẩy cái quạt điều hòa ra đây cho em cái. Nóng thế. Các bác ơi, toàn bộ đẹp các chị nhìn hàng này. Để chị ạ, các bác vào nhanh cho em với mình chia sẻ livestream để không bị ẩn comment ngày hôm nay chị nhá. Mình chia sẻ livestream để không bị ẩn comment ngày hôm nay. Em cũng đang mặc bộ B61 màu vàng này chị yêu, chất có ok không mình ơi, Lê Hiền. Để chị ạ, chất có ok không? Đấy các chị này, B61 ạ, toàn bộ hàng hãng các chị mình ngày hôm nay nhá. Các bác có livestream ạ, cho em xin một nút ạ, thả tim, thả like và chia sẻ like cho em. Đấy chị ạ, mình thả tim, thả like và chia sẻ livestream cho em các chị không nhìn mãi này. Xuất sắc luôn. Ok chị ạ, xuất sắc luôn các chị nhìn hàng ạ. Eo ơi nó bao đẹp luôn nhá. Đấy chị ạ, bao đẹp luôn. Lên mã lên đơn, cộng số điện thoại cho em là bộ B61 các bác ơi. Ơ sao? Tự dưng lại tụt người xem kinh khủng thế. Chị như nào đấy chị? Nâng hơn 400 rồi, bộ bị phát xuống luôn. Nặng nẻo tuổi này chán đời nhờ.
này lấy tương tác nhá. Thực sự luôn ạ, cái mạng mẽo này em chán quá, em thanh lý hết luôn các chị này. B61 các chị đang mua mức giá là 390.000. Đấy, các chị đang mua mức giá 390, các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Ok chưa? Mình chọn màu chọn size vừa sẽ có size các chị mình từ khoảng là 45 cân đến 65 cân nhá. 45 đến 65 cân mình chốt đơn hàng ạ. Bộ trên là bộ B61, cách số điện thoại cho em. Hôm nay em tặng các chị giá đồ 1 thôi. Đấy chưa? Giá đồ 1 và chị bằng các chị một chỉ bằng các chị đi mua một con áo phông bình thường. Đấy, toàn bộ hãng này cho em này, toàn bộ hàng hãng cho em. Lên mã lên đơn cho là B61 cộng số điện thoại chiêu nhá. Các chị mình cứ từ 45 đến 65 cân em chốt đơn. Em kỷ niệm luôn các chị này. 100 ạ. Bán cho nhanh nhé chị nhá. 149.000 một bộ. Ok chị ạ, 149.000 đồng một bộ cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho em là B61 cộng số điện thoại chiêu nhá. B61 cộng số điện thoại, chọn màu chọn size vừa cho em. Mình chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Các chị chọn cho em màu đen này. Có cả đen xanh à? Đen xanh đen đỏ à? Vâng ạ. Ở có cả đen viền xanh và đen viền đỏ cho em nhá. Đen viền xanh hoặc đen viền đỏ các chị mình ạ, ngẫu nhiên cho em với. Để chạy, chọn ngẫu nhiên trên là bộ B61 ạ, kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Eo ơi, bộ này thật sự luôn ạ, đợt trước các chị đang mua mức giá gần cao hơn gần 100.000 một bộ nữa. Ngày hôm em tặng các chị 149.000. Trời ơi, bất chấp luôn. Để chạy, giá bất chấp luôn các bác này, 149.000 đồng một bộ B61 ạ, màu cam, màu em mặc là màu nâu các chị nhá, màu cam, màu nâu này, màu đỏ này, màu đen, đá màu tông màu vàng. Còn xanh không chị nhỉ? Toàn bộ hàng của Sini cho em. Toàn bộ hàng hãng Sini cho em ạ. Bây giờ bằng tiền các chị rẻ hơn cả các chị mua cái áo phông. Được chưa? Rẻ hơn các chị đi mua một cái áo phông luôn. Chọn màu chọn size vừa cho em là bộ B61 các chị nhá. B61 cho em ạ, thoải mái luôn cho em ạ. 100 ạ. 49.000 đồng. Dưới 65 cân em chốt đơn nhé chị ơi. 70 cân thì không vừa đâu chị ơi. 70 cân không vừa. Chọn màu chọn size vừa cho em ạ, thoải mái. Chị Yến bia hơi có ạ, chị Nguyễn Hải Linh có ok chốt đơn hàng. Có đen viền xanh và đen viền đỏ các chị nhá. Chọn chọn nói chung là cái viền thì em sẽ giao ngẫu nhiên. Vì hàng đấy bây giờ em sale rồi ấy, nó không còn, nói chung là nó không còn số lượng ấy. Đấy, và em chọn các chị ngẫu nhiên luôn cái viền của nó, ví dụ đen viền xanh hoặc đen viền đỏ. Lên mã lên đơn là B61 cho em, đây các chị nhìn cho tông màu vàng này. Đó, đen viền đỏ nó như thế. Đâu, đây là màu đỏ chị ơi. Đây ạ, chọn màu chọn size cho em, màu đỏ này, màu than này. Được chưa ạ? Màu vàng này. Đấy, em mặc là màu nâu đậm các chị nhá, màu nâu đậm này. Mà màu gì nhỉ? Màu cam cho em. 149.000 đồng ạ. Tương tác kém quá, em xả luôn cho nó hết hàng. Thực sự luôn ạ, tương tác kém quá em xả luôn cho hết hàng các bác nhá. Lên mã hàng cho em là bộ B61 ạ. Chị Tạ Thị Thủy ạ, chị Tâm Trần ok em chốt đơn hàng. Cam với đen rồi ok tình yêu ạ. Các chị ơi nhanh tay cho em. Tại vì hàng này em còn mỗi mã nó còn tầm khoảng 50-100 bộ. Mỗi mã còn tầm 50-100 bộ thôi, nó không còn số lượng nhiều ấy. Lên mã sản phẩm cho em là B61 cộng cho số điện thoại cho em ạ, từ size L đến 2XL các chị nhá. LXL, 2XL các chị từ 44-45 cân đến 65 cân đổ về. 44-45 cân đến 65 cân đổ về, toàn bộ chất u mì hàng cao cấp cho em, logo theo. Đó, lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em B61. Em cũng rất muốn tặng sao cho chị yêu nhưng em không biết làm thế nào để gửi được chị ạ. Thế thì mình cứ thả tim và chia sẻ like nhé. Lê Hiền ơi, chị Thùy Nguyên có ạ, Nguyễn Ngọc Tuấn ok chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn là B61 các bác ơi. Nhanh tay cho em ạ, chất liệu các chị mình cứ nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái. Các chị mình cứ móc hàng kiểm tra cho em ạ, toàn bộ những dòng này các chị đã mua 390.000. Em tặng các chị mình ngày hôm nay ạ, 149.000 đồng một bộ cho em. 149 ạ, Ly Đỗ Thị Khanh ok, 65 cân có vừa chị Hoàng Yến ơi. 65 cân nhà mình có size vừa cho em nhá. Các chị nhìn bộ lỡ cho em này. Ok chị ạ, bộ quần lỡ, áo cộc tay cho em. Lên mã sản phẩm cho em là B61 ạ, chị Ly Đỗ Thị Khanh lên số điện thoại nhá. Khách quen hay khách lạ cứ để lại số điện thoại cho em mình được có đơn được. Áo đá 818 tím lên sau, chị Trần Nguyễn có ạ, chị Loan Vi ok chốt đơn hàng. Các chị ơi, em không đọc tên hết đâu các chị nhé, các chị cứ có mã hàng với số điện thoại là bên em lên đơn. Là hệ thống em sẽ là lên đơn hàng mà các bạn nhân viên em sẽ gọi chốt. Đó. Ờ, có màu cam, cam có size L không mình ơi? Đẹp nhờ, bộ này bây giờ em sale rẻ quá các chị ơi. Để chị ạ, sale rẻ quá luôn. Lên mã sản phẩm cho là B61 các chị nhé, 149.000 đồng cho em. Ok chưa ạ, chị Nguyễn Thủy lên số điện thoại ạ. Đen này, cam này, vàng đỏ. Ok chị Bình Nam Vũ nhá. Rồi mình cứ chọn màu chọn size vừa cho em. Nó sẽ có cả đen pha viền xanh và đen pha viền đỏ. Đen pha viền xanh và đen pha viền đỏ cho em ạ. Lên mã lên đơn cho là B61 ạ. Chị Nguyễn Thủy cho em số điện thoại ý chị ơi. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái nhá. Nhận hàng nhớ bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái. Cái đấy á, hình như tối hôm qua em có like đấy chị Hoài Nguyễn ơi. Chị Nhung Bằng ok em chốt đơn hàng.
Rồi tiếp theo cho em qua mẫu nào mình ơi. Qua mẫu luôn đi, tại vì mã này mỗi mã nó có một chút thôi, không có nhiều đâu các chị ơi. Đấy, sale giá các chị còn rẻ hơn một cái áo phông. Mà bây giờ các chị được mua cả một bộ hàng semi cho em như này. Được chưa ạ? Mua cả một bộ hãng nó xịn đét như này luôn cho em ạ. Lên mã hàng cho là B61 các bác nhá. B61 cho em ạ, 149.000. Em bán thực sự luôn ạ, bán cho nó nhanh để em nghỉ lễ. Được chưa ạ? Bán cho là em sale cho nó nhanh em nghỉ lễ luôn. Toàn bộ của nó hàng đăng ký thương hiệu độc quyền luôn. Đó, chuẩn mã hàng cho là B61 các chị nhá. Chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái. 149.000 đồng. 149.000 đồng một bộ ạ. Chị Tuyết khá ok này. Chị là gì ạ? Nhung bằng có rồi chị ơi, Chi Vũ có đơn. 149 chị ơi. Một bộ cho em. Chị Bảo Ngọc à, Bảo Ngọc lên cho em số điện thoại em kiểm tra đơn hàng nhá. Họ không biết là ai chốt đơn này, không gửi chứa điều hòa nhưng lại không gửi bình chưa vạch. Ngáo thật sự luôn. Chị Huế Đinh ok, chị Hải Đường chốt đơn. Tiếp theo qua mẫu này. Nào cho em luôn mặc một bộ này đi chị ơi. Luôn bộ này em xả hết cho các chị mình luôn đi. Nghỉ lễ cho sướng. Để cho em sell hết, em nghỉ lễ này các chị ơi. Lên mã này tiếp theo. Đấy các chị này. Các chị đừng chửi em bị giá hôm trước các chị. Các chị đang mua mức giá như em ạ, cao hơn một chút nhá. Ngày hôm nay giảm các chị luôn này. Để chạy ngày hôm nay sẽ giảm các chị mình luôn. Lên mã hàng là bộ này là bộ gì nhỉ? B59. Ôi trời, hôm qua các chị vẫn đang mua giá cao hơn đúng không? Hôm qua mình vẫn đang chốt đơn bộ này đúng không? Ôi bây giờ nếu mà bây giờ giảm thì có sao không? Bây giờ giảm có sao không? Ôi này các chị này. Rồi em thử lên màu cam trước nhá. Em thử lên màu cam trước đi. B59 cho em ạ, đủ size số luôn ạ. Từ size L đến 2XL. Đủ size số từ size L đến 2XL luôn ạ. Lên mã lên đơn cho là B59 ạ. Tiếp theo cho em bộ B59. Mình lấy hàng rồi, chất đẹp lắm em, cảm ơn chị. Các chị ơi cứ chốt đi. Tại vì bộ này á, nó là bộ hàng hãng cho em nên các chị không phải suy nghĩ về cái chất lượng của nó luôn. Nhìn qua từ cái màu sắc ạ, để chạm từ cái màu sắc này đến kiểu dáng luôn, rất là trẻ trung. Mà chữ này của em là chữ theo các chị nhá, chữ theo cho em. Lên mã lên đơn là bộ này là bộ B59 nhá. Em mặc thử các chị xem cái màu cam của nó luôn này. Màu cam. Đây. Size số đều, dưới 65 cân đổ về em chốt. Để chạm dưới 65 cân đổ về chốt đơn hàng. Bộ này các chị có mèo B59 nhá. Nghĩa ra là ngày hôm nay nó sẽ cao hơn một chút đấy. Nhưng mà Facebook có tương tác, bóp tương tác kinh khủng quá. Thôi em bảo thôi xả hết. Còn bao nhiêu ạ? Bán nốt cho các bác luôn. Để chạm còn bao nhiêu bán nốt. Mã này các chị có mèo là bộ B59 cho em. B59 cộng số điện thoại ạ. Các chị chọn màu cho em các chị nhá. Chọn màu cho em ạ. Em mặc là màu cam các chị này. Tông màu thứ hai tông màu xanh lá. Tông màu thứ ba cho là tông màu đen. Tông màu thứ tư cho là tông màu xanh than. Tông màu thứ năm là tông màu đỏ. Và tông màu thứ sáu cho là tông màu vàng. Mình chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Lên mã sản phẩm là B59 ạ. Kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về các chị yêu nhá. Và các chị tầm khoảng là 44 cân đổ lên, 44 đến 65 cân. Em tặng các chị ngày hôm nay 149.000 đồng hàng 390. 390.000 em xả luôn các chị ạ. 149.000 đồng một bộ ạ. Em ơi đẹp xuất sắc luôn, nhưng mà chỉ còn một ít thôi các chị nhá. Tại vì lô này là lô cuối rồi. Để chạm còn bao nhiêu vét nốt em xả nốt cho nó gọn hàng cắt mẫu luôn. Để chạm xả nốt gọn hàng cắt mẫu luôn ạ. B59 kèm số điện thoại ạ. Áo bao gấu chị. Cái áo bao gấu chị nào bụng to nó không bị lộ bụng chị ơi. Bụng to không lộ bụng luôn, có túi nhá các chị nhá. Để chạm đằng sau lại sẽ có viền nâng mông. Đằng sau có viền nâng mông, những cái dòng này ai cũng mặc được. Chị Lưu Duyên ok, Ly Đỗ Thị Khanh ok, chúc đơn hàng. Chọn màu chọn size cho em các chị ơi. Chọn màu chọn size. Cái màu xanh này còn ít này. Chạy xanh lá còn ít nữa chị nhá. Màu đỏ cho em. Đó, đỏ, đen, vàng, xanh than, xanh lá. Và tông màu màu đen. Đỏ, vàng, đen, xanh than, xanh lá. Thiếu màu gì nữa nhỉ? Cam, à màu cam nữa. Đỏ, đen, vàng, xanh than, xanh lá và tông màu cam. Lên mã sản phẩm cho là bộ B59 ạ. Ừ, chị đang mặc màu cam. Các chị ơi, không phải lăn tăn nữa luôn nhá. Để chị ạ, đằng nào cũng thế rồi, cho lỗ luôn. Các chị ơi, 149.000. Rẻ hơn buôn luôn. Đây em có nói nhẹ nhàng lúc các chị đang mua ngoài giá 230, 240. Các chị đang mua lẻ 230, 240. Đấy là rẻ nhất nhá. Đấy là cái những cái live stream phải đang xả hàng ấy. Ngày hôm nay tặng các chị mức giá 149. 149.000 đồng, chị nào mình nhanh tay mình có đơn hàng. Rẻ hơn giá xỉ rồi. Để chị ạ, rẻ hơn giá hôm trước em đóng cho xỉ rồi. Các chị chọn cho em tông màu đỏ này, đỏ đen này. Đấy, tất cả đều là quần đen hết, trừ màu xanh than nhé. Màu xanh than là áo màu than, còn màu than có các màu khác là áo màu à. Áo màu và quần đen.
Đấy, form dáng đẹp này. Co giãn áo, co giãn cho em, và toàn bộ của nó là hàng chất u mì. Để chạm hàng chất u mì cao cấp cho em, toàn bộ hàng công ty. Mã hàng cho em ạ. Áo điệu tím bên sau ạ, chị Nguyễn Gấm, ok, chị Bình Vũ chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị ôm là B59 nhá Diêu nhá. Đẹp quá thể luôn ạ. Chị nào nhận được cái mã này nhà em rồi các chị vào cho em xin quả nồi, nhưng mà các chị đừng chửi em, tại vì hôm trước em bán giá cao hơn một chút nhá. Bây giờ là còn bao nhiêu em bán xả cắt mẫu luôn đấy. Đấy, bán thanh lý luôn, các chị mức giá là 149.000 đồng một bộ cho em. Lên mã sản phẩm là B59 ạ, kèm màu và kèm số điện thoại. Cái màu vàng bên ngoài là vàng đậm các chị nhá, vàng đậm cho em đấy, nó không phải là vàng chanh đâu. Thế nào không phải vàng sáng, các chị nhìn mặc cái màu này cho em này. Đấy, nó rất là tôn da luôn. Rất tôn da, và chữ toàn bộ chữ thêu các chị nhá. Chữ thêu cho em ạ. Bây giờ em nói nhẹ nhàng, các chị mua nguyên áo phông này bên ngoài các chị, người ta đã bán các chị 189. Đấy là chất nó vừa vừa bình dân thôi. Mà bây giờ cả bộ hàng hãng em tặng các chị mức giá 149 cho em. Lên mã sản phẩm cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng 149.000 đồng ạ. Mã hàng cho là B59 cái siêu nhá. Ok chị Đặng Hường ạ. Chị ơi có size đến dưới 65 cân nhá. Size dưới 65 cân đổ về. Đấy, bác nào chốt màu vàng lên đơn hàng ạ. Đều là quần đen ạ, trừ màu xanh than, nó sẽ là áo màu xanh than, quần xanh than. Trừ màu than ra luôn, còn tất cả đều là quần đen hết. Đó, tất cả đều quần đen hết cho em. Đây em mặc màu vàng các chị xem luôn này. Áo vàng quần đen, vàng bên ngoài vàng đậm nhá, chị nào mà da ngăm ấy. Đấy rất là tôn da, chị nào da trắng thì mặc màu nào cũng được. Nhưng mà cái da của hơi ngăm ngăm các chị hơi bị kén cái màu áo một chút. Các chị nhìn hàng này. Đó, áo màu nào thì viền quần màu đấy, áo màu vàng viền quần màu vàng cho em như này. Lên mã sản phẩm cho em là bộ B59 cái siêu nhá. B59 kèm số điện thoại cho em ạ, 149.000 đồng. 149 thì quách hồng ok. Chị ơi nhà em cứ gọi điện chốt đơn xin lại chỉ là đi đơn, còn chưa chốt đơn chưa gọi là chưa, có nghĩa là chưa đi đơn hàng các chị nhá. Chưa chốt đơn chưa gọi là chưa có đơn. Đấy, mình mà chưa được gọi chốt đơn các chị mình đặt lại trên cái livestream của em với. Ưng mã nào đặt lại cho em, chị Ánh Dương ok em chốt đơn hàng. Chị Huyền Khánh có này. Nhìn được hai áo nhà chị rồi đẹp lắm. Cảm ơn Trà Thu nhá. Khánh Anna ok em chốt đơn ạ. Giấy gấu á, giấy gấu thì hình như là còn ít, khẩu trang thì còn, giấy gấu còn ít nhá. Còn hình như có vài thùng giấy gấu là hết hàng thôi. Các chị nhìn cho em màu xanh lá này. Đấy, toàn bộ của nó, hàng của nó này, in dập logo cho em rất là sắc nét luôn nhá. Toàn bộ hàng dập logo sắc nét luôn ạ. B59 cộng số điện thoại cho em. Mức giá em đưa các chị ngày hôm nay em xả các chị mức giá là 149.000. Vừa bán vừa kỷ niệm luôn. Nhận hàng nhớ cho em xin phản hồi chị yêu nhá. Nhớ cho em loa xin feedback với ạ. Bảo sao mà giá nó rẻ mà bộ này đẹp thế. Đấy, giá rẻ bộ đẹp thế. Các chị mua hai bộ nhà em bằng bộ ngoài thị trường giá hiện tại bây giờ. Để chạm giá hiện tại bây giờ. Đấy, các chị nhá. B59 cho em. Chữ này là chữ theo hết, cho các chị giặt tay, giặt máy thoải mái không bị bong hình. Để chạm giặt tay, giặt máy thoải mái không bị bong hình. Lên mã sản phẩm là B59 kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn à. Đây có cả màu than nữa, màu than màu đen nữa. Đó, màu xanh than với tông màu đen. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại nhá các chị ơi. 149.000 một bộ ạ. Ok chị ạ, 149.000 đồng. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Thì nhân viên chốt rồi chưa thấy, cũng nghĩa là đơn hàng đang đi, đang trên đường vận chuyển chị ơi. Chị Phan Trang ok này, chị Hoàng Lương có này. Mai chốt gửi cho chị kịp bạc lễ, mời bộ này mặc nhà mà tình yêu. Chị Tuyết Vân ok. Em sẽ cố gắng chị nhá, em sẽ cố gắng. Bộ mặc nhà hoa hay kẻ đi em rồi ok luôn. Lấy cho chị cái bộ FF kia đây. Em lên bộ đùi luôn, hàng mới về. Nhưng mà em săn được sale kia kìa, cái bộ FF kia mà. Đấy. Bộ này xem săn được bao nhiêu bộ đây. Tiếp theo bộ này cho em bộ mới nhá. Bộ mới nha, em săn được sale. Đấy, bộ mới săn được sale. Rồi bây giờ chị cứ để theo cái đống bên kia cho em kìa, mã bộ ơi. Không, em chưa lên đâu. Từ từ em lên. Thế chị cứ để đấy cũng được, chỉ ghi để giá tiền ở trên kia thôi. Ừ, chị sang bộ em đi để đâu? Ừ, chứ để chỗ đấy cũng được. Không, mã này có mấy size đấy? MLX đúng không? MLXL. Hôm trước nó về được tí mẫu, không em không bỏ em bán luôn ấy. Hôm nay mới về được thêm có vài chục bộ. Để chạm, về thêm có vài chục bộ, các chị nhìn hàng cho em này. Lên mã hàng cho em là bộ này là bộ gì chị? MLX đúng không? Mã D nhá. Được không? Ôi này. Xinh ơi là xinh luôn ý. Xem là bộ này đến size bao nhiêu cân nhỉ? Chị mặc thử cái size đấy xem rồi.
Hả? Thì như SML SML thì lấy SML. Đây, em thấy nó rộng rộng thế này. Nháo vừa đi chị Hoa nhá. SML. Nó giống bị Dior mà. Thế có ít không? Có thấy ít không? Thế có xây gì ở đây? Nguyên xây mờ à? Thế thì mũ này em săn được nguyên xây mờ đấy. Săn được nguyên xây mờ, đúng không? Chuẩn chưa? Rồi, nguyên xây mờ cho em. Bộ này các bác lên đơn hàng kia là bộ FF đi. Không. Không, vàng cờ. Không. Bộ này cũng là bộ tàu mà. Đẹp chưa các chị ơi? Mã sản phẩm cho em là bộ kia mấy người mình bán bộ kia là bộ Dior. Không. Nói linh tinh thế nhở? Mã này các chị comment là mã gì ạ? E1 nhá. Được không? E1 mới. À không. Em mới lên quà kìa. Mã V1 cho em đi. Bộ này các chị comment là V1 cho em. V1 kèm số điện thoại ấy. Em nó có màu đen và tông màu trắng hai màu. Nhưng bây giờ em chỉ có nguyên xanh mờ thôi. Được chưa? Hàng 350 nhưng bây giờ chỉ có sót nguyên xanh mờ các chị nhá. Chỉ có sót nguyên xanh mờ cho em bộ Quảng Châu rất là đẹp luôn như này. Cái form này chút đâu các chị tầm khoảng 57 cân đổ về. 57 58 cân là ok cho em, trên 50 cân các chị nhá. 50 cân đổ lên đến tầm khoảng 58 cân đổ về em chút đơn hàng. Đó, 58 cân đổ với chị em mình thoải mái vừa cho em. Lên mã sản phẩm cho em ạ. Từ 50 đến 58 cân nhá, size M đấy. 350. Thế còn nguyên size M cho các chị 190.000. Được chưa? 190.000 một bộ cho em. Mã này các chị comment là mã V1 ạ. V1 cộng số điện thoại các chị yêu nhá. Đó, V1 và kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình lên đơn hàng. Chị nữ tướng đào một xanh một đen, xanh một xanh lá. Cái bộ 59 size L là size nhỏ nhất nhá. Còn mã này cho em bộ Quảng Châu thì size M bộ này form các chị 50 đến 58 cân. 50 cân đến 58 cân em chốt đơn hàng. Cái này toàn bộ thêu hết cho em này. Toàn bộ thêu cho em. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Bộ này là 190 ngày hôm nay. Em chỉ còn nguyên size M thôi, cả đen cả trắng. Nguyên size M cả đen cả trắng, lên mã hàng cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Chất của nó là áo cốt tông và quần lụa cho em. Áo cốt tông và quần lụa, lên mã hàng V1 cho em nhá. Chị Dương ok. Đặt mãi mà không được gọi chốt, chị Hoa Nguyễn đặt lại cho em mới chị ơi. Phạm Hải Hà ok chốt V1 này. Các chị mình lên nhanh cho em nhá. Chị Thủy Trung ok em chốt đơn hàng. Đây nó có cả đen với nâu. À đen với trắng hai màu cho em. Đen trắng hai màu ạ, lên mã sản phẩm cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Đây các chị nhìn cho em ạ, tông màu đen các chị này. Chọn cho em tông màu đen, không có cổ nó bọc viền cho em. Đó, không cổ bọc viền cho em ạ, 190.000 một bộ các chị nhá. Xịn đét luôn, hàng 350, các chị đang mua 350 đủ size đủ số. Nhưng bây giờ còn nguyên một size mới em sản đốt các chị mức giá là 190. Đấy chứ ạ, còn nguyên size M sản đốt các chị là 190.000. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em. Xinh ơi là xinh luôn mà kiểu dáng nó trẻ trung các chị nhá. Kiểu dáng trẻ trung luôn cho em. Mã cộng số điện thoại là bộ V1 ạ. Chị Huệ Đỗ ạ, chị Nguyễn Lan. Ok, chị Ngô Thị Sen này. Các chị cứ lên chuẩn mã hàng kia là mình có đơn hàng ạ. Bộ này mặc nó thoải mái lắm các chị ạ. Bộ mặc thoải mái cho em. Đúng mã cộng số điện thoại cho là mình lên đơn hàng ạ. Tí có rất là nhiều bộ sale ở đây. Em bảo rồi ạ, thôi ạ, bán các chị nước giá này ạ. Để em nghỉ lễ vài hôm. Để cho em nghỉ lễ vài hôm ạ. Thay nghỉ hết các bác cho nó gọn ghẽ nhá các chị yêu nhá. Lên mã sản phẩm cho là bộ V1. V1 kèm số điện thoại ạ. 60 cân đã, 60 cân tùy chiều cao chị Phương Hà ơi. Nguyễn Danh Kiên ok em chút đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Hương có B59 màu vàng size L à. À, H3 màu đen à. Chị Nguyễn Lan đặt lại chị ơi, chị Huệ Đỗ có đơn hàng nhá. Bộ này là bộ V1, nó chỉ có tầm khoảng là 30 bộ thôi. Có 30 bộ size M. Chị Hà Tạ có đơn hàng ạ, màu đen này, chị Đoan Trần ok chút đơn. Đấy, áo phông của nó phông kiểu phông suông suông như này cho em này, phông suông suông. Thế cho chị nào có tầm 58 cân ạ, người nào gọn đến tầm 60 cân. Chị nào gọn đến tầm 60 cân đổ về em chút đơn hàng ạ, V1 cho em nhá. Chị Nguyễn Dung ok em chút đơn, nó qua mẫu là mình ơi. Em qua mẫu luôn nhá. Các chị này tại vì có vài chục bộ không có nhiều.
Đấy, bộ này nó chỉ có vài chục bộ, không có nhiều cho em. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là mình lên đơn hàng ạ. Trắng và đen hai màu cho em. Quần là quần là nâu, các chị nhá, quần lụa nâu. Đấy, quần đùi lụa nâu cho em ạ. Lên mã sản phẩm cho em là bộ V1 ạ. Kèm theo màu số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Yêu nhỉ. Bộ VIP 12 á, VIP 12 thì mình còn đâu. VIP 12 qua lâu rồi mà. Chị Yến Nguyễn có, chị Nguyễn Dung ok, chốt đơn hàng này. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho là bộ V1 có tình yêu em qua mẫu nhá. À, nữ tướng nào có rồi comment một lần một số điện thoại cho em là được. Có chị Nguyễn Hải Linh có này. Chị đặt bộ B60 màu đen nhé. VIP 60 hay B60. Rồi em qua mẫu luôn, rất là nhiều áo điệu, tí em lên sau các chị ơi. Lên tiếp cho em một mã bộ nó đi. Thế hôm mẹ giảm nữa các chị tất cần tật bộ mã bộ lỡ nhá. Đây 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 cái đấy đi. Xem mã này còn hàng không? L đến 2XL đúng không? Ôi các chị nhìn nào này. Để chặn các chị nhìn trên một bộ như này này. Đủ màu đủ size. Các chị nhìn hàng của hãng Sunny các chị không phải nghĩ luôn nhá. Em bán từ đông sang hè luôn. Để chặn riêng những cái hãng này các chị không phải suy nghĩ chất liệu của nó. Đó, mình chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái. Chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái. Tí đọc màu luôn các chị nhá. Tí đọc màu luôn, bây giờ em mà thử mặc các chị xem một màu của nó này. Nhìn cái mã hàng của nó ấy chị. Đây, ôi cái bộ 62 này. Ôi cái cuộc đời này chưa bán đã giảm giá rồi. Mất tương tác quá, thử em bán cho nó nhanh. Được chưa? Mất tương tác quá em bán cho nó nhanh luôn các chị nhìn hàng này. Bộ này là bộ B62. Rồi, nên 50 cân mét 49 là rồi ok, chị Thảo Huyền Thị có, chị Nhâm Đức ok em chốt đơn. Tiếp theo bộ này cho em là bộ B62 chị nhá. B62 cộng cho số điện thoại này. Em thử các bác xem một màu này trước, màu đỏ trước. Đỏ còn hàng chị. Đỏ còn. Đẹp lắm mấy các chị ơi, chất liệu của nó gọi là sắc nét tuyệt đối. 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Ok chị ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Bộ này các chị có mình là bộ B62 chị nhá. B62 em mặc màu đỏ này. Tông màu thứ hai tông màu đen. Đấy, tông màu thứ hai tông màu đen ạ. Toàn bộ là bộ hãng cho em. Tất cả theo hết cho em các chị nhá. Tất cả chữ của nó chữ theo. Lên mã sản phẩm là B62. Kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng giá cũ là 390. Giá cũ là 390.000. Ôi các chị nhìn hàng giúp em rồi. Bộ B62 cho em nhá. B62 kèm số điện thoại. Chọn cho em tông màu đen này các chị này. Chọn cho em tông màu đen. Tông màu thứ 3 là tông màu vàng. Đủ size đúng không? Từ size L đến 2XL các chị nhá. Từ 44-45 cân, 45 cân đến 65 cân, 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. B62 các chị chọn màu vàng cho em này. Mình chọn màu vàng này. Đó, tiếp theo cho em màu xanh lá. Màu nào cũng đẹp, em còn chưa kịp treo ra cơ. Thực sự luôn ạ, em còn chưa kịp treo ra. VIP 4 ạ, nắng dài rồi ok. Bộ này là bộ B62 nhá. Ôi này bộ nào cũng xinh, màu nào cũng đẹp luôn. Đấy chị ạ, màu nào cũng đẹp luôn ạ. Quá tuyệt vời các chị này. Màu nâu đậm cho em này. Đấy chị ạ, màu nâu đậm này, toàn bộ hàng thời trang ạ. Thương hiệu độc quyền đấy chị nhá. Thôi nghe giá luôn cho nó nhanh. Thực sự là các chị mình nghe giá luôn cho nó nhanh này. 149.000 đồng các bác mình chốt luôn. Ok chị ạ, 149.000 đồng một bộ cho em. Quá rẻ hơn so với quy định đúng không ạ? 300 mấy 390 đúng không? Bây giờ xả 149. Bây giờ xả 149 đồng cho em các chị nhìn hàng này. Nét căng luôn ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Mã này là bộ B62, chọn màu chọn size vừa cho em. Đấy, chị ơi lấy cho em cái móc đi. Từ size L đến 2XL B62 cho em chị nào mình nhanh được. Bộ này có vài chục bộ thôi. Bộ này em chỉ còn vài chục bộ đơn sản lúc các chị là 149.000. Đây là màu này là màu vàng bò nhá. Đây là màu vàng bò cho em. Còn em vừa rơi là cái màu nâu, còn đây là màu vàng bò này. Vàng bò của nó sẽ là quần đen. Đó, chọn màu chọn size vừa cho em bộ quần lỡ các chị nhá. Dưới 65 cân ạ, bộ này chất của nó co giãn thoải mái. Đấy, bộ này chất co giãn thoải mái luôn, bộ lỡ cho em. Bộ này các chị có là bộ B62 kèm số điện thoại ạ. Chọn màu chọn size vừa. Em rơi lại bảng màu các chị nhá. Ok, cho em rơi lại bảng màu này. Bộ lửng chị ơi, bộ lỡ như này chị này. Bộ này là bộ quần lỡ cho em. Lên mã lên đơn cho là B62 149.000. Em bảo rồi, giá này em hứa luôn các chị ạ. Ngoại trường người ta đang bán các chị một gấp đôi đúng không? Một gấp đôi luôn. Em tặng các chị 149.
Đấy, sông xanh chị ạ. Còn bao nhiêu bộ cho lên đường nốt đó chị nhá. Còn bao nhiêu bộ cho lên đường nốt đó chị nhìn hàng này. Màu xanh lá cho em. Áo màu nào viền quần màu đấy. Cứ áo màu nào thì viền quần màu đấy cho em. B ạ, B62. B62 chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Ra điều hòa còn chiếu điều hòa hôm nay có và à có về thêm. Chị Hà Mai ạ, chị Hoàng Yến ok. Chị Hằng Lương có ạ, chị Nguyễn Huyền ok này. Chị Cúc Vương ok, chốt đơn hàng ạ. B62 cộng số điện thoại nhá. Em mặc màu nâu chị ngắm tí. Màu nâu thì em có cả màu nâu đậm với lại màu vàng bò đấy. Vàng bò thì là áo màu vàng bò quần màu đen. Còn mà còn gì ạ? Toàn bo gấu chị ơi. Nó kiểu dáng thể thao, nó bo gấu nó mới trẻ trung chị. Với lại là chị nào bụng to nó đỡ lộ bụng. Đấy. Các chị nhìn hàng này, nhìn màu nâu cho em. Form dáng nó như nhau chị ơi, nó khác nhau cái màu thôi. Nó chỉ khác nhau cái màu sắc thôi. Chứ còn form dáng như nhau hết mà. Các bác nhìn bộ hãng cho em này. Xịn đét luôn. Lên mã sản phẩm là B62 chị nhá. 149.000. Các chị cứ làm 4-5 bộ mặc sướng. Được chưa? Làm 4-5 bộ mặc cho sướng luôn. 149.000 một bộ. Rẻ quá thể luôn ấy. Năm nay xác định là lỗ mà các chị. Xác định là lỗ những cái mã này. Nhưng mà thôi ạ. Đặng hết, kỷ niệm hết, xả hết. Em chuẩn bị sang hàng đông rồi. Tháng nữa em sang hàng đông rồi. Bây giờ còn bao nhiêu hàng ngày em cho lên đường hết. Ok chị ạ, B62 chị Bùi Bích ạ, chị Quyên Bùi rồi ok, chốt đơn hàng. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em. Chị Thư Nguyễn ok, em chốt đơn nhá chị yêu. B62 chọn màu chọn size cho em. Lên quần bò, lên quần lên bộ quần dài đi em ạ, quần dài còn ít lắm chị ạ. Bây giờ là toàn bán quần lỡ thôi. Bây giờ toàn bán quần lỡ cho em, chữ này là chữ theo hết các chị nhá, hàng của CD cho em. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại ạ. Đi màu bò này. Đấy, chị yêu là chốt màu bò lên đơn hàng nhá, đủ size số luôn, từ 45 đến 65 cân. 44 cân mặc được, 44, 45 cân đến 65 cân. Chị Võ Thị Xoan, ok em chỗ đơn hàng. Ô màu đen này. Đen pha đẹp nhở. Đấy chị ạ, đen pha đẹp quá các chị này. Đấy, nhìn hàng giúp em mới toàn bộ hàng hãng các chị mình luôn. Chất gọi là đẹp long lanh, đẹp như trong tranh luôn. Bức giá ngày hôm nay sẽ là 149. À, chị Hồng Dương ạ, chị Nhật Đức, ok tím em có bộ lụa quần đùi. Bộ lụa quần đùi hàng lụa luxury rất là đẹp luôn. Đấy, chị nhá, bộ này là B62 cho em ạ. Đây là màu đen đấy chị này, đen nó sẽ pha xanh. Đen pha xanh cho em, đen pha chữ xanh ở viền xanh cho em một chút. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại, em thử mặc màu nâu bò các chị. À màu nâu, à, màu vàng bò các chị mình xem luôn. Vàng bò quần đen và bộ tông bộ màu nâu, áo màu nâu quần màu nâu. Em lên các chị xem cái bảng màu của nó. Hàng này các chị ơi, cái màu em ưng dã man luôn. Ưng nhất trong các mã của đồ bộ hàng công ty. Đấy, em bán từ đông đến hè luôn, riêng cái hãng này. Vì chất liệu nó quá đẹp luôn. Xong là cái màu sắc của nó ấy, cái màu sắc nó đẹp. Đây các chị này, đây là tông màu vàng bò cho em. Màu vàng bò và kèm số điện thoại ấy, nhìn trông mắt mắt nhỉ, cái màu ấy. Đấy, nhìn cái màu cho em trẻ trung ạ, đẹp các chị nhá. B62. Sơ mi hoa cổ sen em còn, chị Hà Lê, chị Ngân Hoàng ạ, chị Gấm Bùi chốt đơn, chị Yến Nguyễn cầu đơn. Ôi giời ơi các chị ơi, nhanh tay nhá các chị nhá. Ngày mai chị nào mà không được thì mình cũng hoan hỉ cho em. Ngày mai chị nào không được mình oan hỉ cho em. Tại vì hàng này em không còn hàng nhiều đâu nữa. Còn hàng nhiều mà em bán giá này em sập nguồn luôn ấy. Đấy, còn nhiều hàng mà bán giá này em sập nguồn luôn ấy. Mã hàng cho em là bộ B62. Mã là B62 ạ, màu vàng các chị này. B62 màu nâu. Đấy chứ ạ, B62 màu nâu này. Em mặc là màu bò các chị nhắc, màu bò này. B62 màu xanh lá. Đó, B62 cho em tông màu xanh lá này. B62 cho em là tông màu màu đen. Kèm số điện thoại có màu đỏ không chị? À đỏ có đây. Đây màu đỏ đây. 149.000. Bán gọi là bán vui các chị mình. Thực sự luôn bán vui thôi. Đấy, lỗ hết toàn bộ các chị mình. Lỗ hết toàn bộ luôn, 149.000. Nâu đậm như bộ E20 nó là bộ này. Đây này, nâu đậm đây, giống màu của E20. Là cái màu này này chị. À bộ B20 ấy. Chị Huyền à? Chị Huyền Thanh, đây này cái màu này giống bộ màu nâu của à gần giống. Chị Nguyễn An lại chị Trần Huyền ok, màu nâu đẹp mà. Chị Ngân Hoàng ok, Gấm Bùi Yến Nguyễn chốt đơn hàng. Chưa có đâu chị ơi, nắng nam 2XL chưa về hàng đâu. Chị Nguyễn Thị Năm ok, chị Nguyễn Dương à. B20 tối qua em còn một ít thôi, chị Nguyễn Thủy chốt đơn hàng. Các chị cứ comment đúng mã hàng cũng số điện thoại cho em. Em qua mẫu luôn nhá. Cái màu nâu này có nhiều không chị? Có nhưng mà nó mỗi màu còn ít à? Màu ít thôi. Rồi ok, thế bỏ qua luôn đi. Nhanh nhanh cho em ạ, cho nó gọn hàng. 149.000 đồng, tại vì chẳng có hàng luôn ý. Nó chẳng có hàng mà em bán giá nó rẻ này rồi.
bây giờ người ta có hàng người ta bán rất là cao, nhưng mà bây giờ là em còn mấy em xả hết đấy, các chị mình đến với nhà em lúc nào cũng mua giá tốt luôn. Như Hoa ok, Phí Vũ Thị ok, chị đơn hàng, các bạn nào khách buôn nhìn qua biết các chị đang nhập bao tiền, mà bây giờ em mặc các chị có 149 đồng ạ, rẻ hơn cả giá buôn, rẻ hơn cả giá buôn rồi. Được chưa ạ? 149 cho em, lên mã sản phẩm là B62 chị nhá. Chị Nhật Linh ok, chất lẹp lắm, em cảm ơn chị Nguyễn Lê ạ, chị Oanh Vũ chốt đơn à. Tiếp theo ạ, lên cho em cái áo sơ mi kẻ đi chị. Sơ mi kẻ các màu đi nào. Đấy. Đây đi. Ừ. Cái đằng sau rồi nó lên. Thế bộ lụa trước đi, bộ lụa đi, bộ lụa chân chị đấy, bộ lụa đùi đi. Ba màu à? Ba màu. Đúng ba màu không? Đúng ba màu. Rồi ba màu này cho em. Đây là bộ lụa nhá, bộ lụa đẹp đó chị này, lụa của nó là lụa đùi. Em bảo rồi em phải đợi đúng hôm nào nó về được bộ lụa đùi hàng xịn xò này em mới nhập. Chứ còn linh tinh em không nhập đâu. Đấy, linh tinh em không nhập hàng, các chị nhìn mã này. Rồi ôi chất này. Lụa này mới là lụa các bác. Đấy chứ ạ, lụa này mới là lụa cho em. SML 3 size. Đấy, SML 3 size, màu này gọi là màu gì? Con này phong nhỏ nhỏ xinh xinh. Phong vừa cho em SML này, hồng này, đen này. Đấy. Màu này gọi là màu gì? Màu gì? Màu hồng, màu đen. Thế đây. Màu. Thế là màu này màu trắng nhá. Màu này gọi màu đen đi. Đó là màu hồng cho em. Trắng, đen, hồng, ba màu. Đánh ngày mai ạ, ghi cho em rõ bên ngoài, không muốn bọn nó nhầm nhá. Rồi, em mặc lên các bác xem luôn. Ôi bộ này yêu lắm ấy. Bộ này sướng này, ngày mai có gì cũng phải để lại bộ này mặc này. Ưng dã man. Ôi chất các chị này. Nhìn hàng giúp em mới 3 size SML. 3 size SML lên mã lên đơn cho là bộ à. Bộ này là bộ bao nhiêu đấy? Lúc nãy đánh mã bao nhiêu rồi? V1. V mấy? V2. Bộ này là bộ V2 nhá. Bộ này là bộ V2 cho em. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Bộ quần đùi các bác nhá. Em đang mặc, em gọi màu này là màu đen đi, màu đen. Đấy, màu đen, màu trắng và tông màu hồng, ba màu cho em, đen trắng hồng ạ. Mã hàng các chị có mày là bộ V2 nhé chiêu nhá. V2 và kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng. V2. Đẹp nhức nách nữa, các chị đang mua bộ này ạ. Ngoài không có dưới 300 nghìn một bộ đâu. Ngoài không dưới 300 nghìn. Các bác nhìn hàng này, toàn bộ hàng lụa đẹp cho em. Đó, chất này nó không bị nóng mà chất nó đanh lắm các chị ơi. Nhìn viền cho em này. Lên mã sản phẩm là bộ V2 chị nhá. Em tặng các chị ngày hôm nay ạ, 235.000 một bộ. Đó, 235.000 đồng một bộ cho em ạ. Mình chọn màu chọn size vừa. Chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái ạ. Lên đúng hàng kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Từ khoảng là 45 cân nhá. 44-45 cân đến tầm 62-63 cân đổ về em chốt đơn. 62-63 cân đổ về chốt đơn nào. Chứ là bộ à, V2 lên số điện thoại ạ. Xinh ơi là xinh luôn. Đấy chứ ạ, chất đẹp các chị nhá. Mã V2 cho em. Chọn cho em màu hồng với chị này. Màu hồng em mặc là màu đen. Và tông màu thứ ba, tông màu trắng, nó có 3 màu thôi. Nó có 3 màu thôi ạ. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em. Chất nó mềm nè các chị. Chất lụa không nóng cho em. Đấy, chất lụa không nóng ạ. V2 chị yêu nhá. Màu giấy em còn chị ơi. Màu giấy em còn. Bộ là bộ V2 cho em. 235.000. Bộ lụa cao cấp nhá, bộ đùi lụa cao cấp cho em. Đúng mã hàng cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn. Ok chị Ngô Thị Sen này, đây mới là màu hồng của chị này. Đấy, họa tiết cho em rất là sang luôn. Lên chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 235.000 ạ. 235.000 một bộ ạ. Hàng cao cấp, các chị nhìn qua tem mác của nó này. Đấy chị ạ, nhìn qua tem mác của nó cho em. Trắng đen ok chị Tùy Hảo Thị, chị Đỗ Lan ạ. Bộ V nhá chị nhá, V2 cho em. Em thử các bác luôn cái màu hồng của nó luôn này, nó chỉ có 3 màu thôi. Nó chỉ có 3 màu thôi. Màu đẹp nhỉ, cái màu hồng.
ơi là xinh luôn. Cái form dáng lên nó gọn các chị nhá. Bộ này bộ V2. V2 trên là 235.000. Chị Vân Lê ok. Bộ quần lỡ em có và chị Đỗ Hoa ơi, hôm nay mới về được bộ quần dài mà từ có nghĩa là từ cái hôm mà em bán chuyển sang hàng nghèo chưa bao giờ em về được bộ lụa quần dài nó đẹp như này. Em đã bảo rồi, bộ lụa thì nó rất là nhiều loại. Đấy, dòng này ngoại trường rất là nhiều nhưng mà để mà chọn được cái mã hàng nó ưng ý mình ấy, em đợi đúng ngày hôm nay mới có hàng các bác luôn. Lên mã lên đơn là bộ V2 chị nhá, màu hồng này. À, quần dài không em ơi, bây giờ nóng mà quần dài mã này đâu. Em toàn lụa đùi với lụa quần lỡ thôi, quần dài hôm trước là về hết sạch, bây giờ không có vải luôn ý. Nó không có vải đẹp để may ý. Đấy, V2 cho em. Chị Nguyễn Hà chốt đơn comment đúng mã cho em đi chị ơi, V nhá chị nhá. Em màu trắng này các chị này, màu em gọi là màu trắng nhá. Trắng pha đen như này. Đấy, màu trắng này, màu này em gọi là màu đen đi. Đấy chị ạ, màu đen và tông màu em mặc là màu hồng đây ạ, ba màu cho em. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn. Đấy, đường viền của nó này, toàn bộ này là bộ hãng mà chị. Bộ để bán shop các chị phải mua 350 một bộ, tầm 350 một bộ luôn. Lên đúng mã hàng cho là bộ V2 chị nhá, V2 cho em. Kèm theo màu với số điện thoại mình chốt đơn, tôi qua mẫu mình có vài chục bộ này thôi. Tiếp theo em bên áo sơ mi kể nhá các chị nhá. Đây trên máy em máy không? Các bác mình thả tim để em nhìn này các chị ơi nhìn đây thả tim em cái. Chị Nguyễn Hà comment lại mã đi chị ơi, comment sai mã rồi. Rồi, các chị ơi em lên áo sơ mi kẻ nhá. Lên sơ mi kẻ luôn. MLXL à? Để xem không phải bao nhiêu cân. Em mặc thử luôn size M nhá. Đấy là gọi là trắng. Đấy là, đã kéo chị cái khóa nhá. Rồi lên mã này luôn. Khóa sau à? Ừ, khóa sau mà ôm áo đẹp. Khóa sau ôm eo gọn người đẹp, chất mạnh, mát lạnh luôn. Nhí đưa bôi chị. À, kéo chị khóa sau. Cái này em gọi là kẻ hồng với lại là kẻ màu đỏ. À, kẻ hồng với lại kẻ gì? Kẻ hồng với lại kẻ cam chị nhá. Kẻ hồng với kẻ cam hai màu cho em. Ủa, đẹp nhờ. Dạ, nó đẹp chứ. Ôi. Form gọn thế nhờ, các chị ơi. Mã này là em chốt đơn các chị tầm 45 cân nhá. 45 cân đến tầm 60 cân đổ về. Em có MLXL 3 size. Đấy, đến tầm 60-62 cân. Mã hàng các chị ơi là mã V3. V3 cộng số điện thoại cho nên là mình chốt đơn hàng các chị này. Cổ của nó các chị nhìn trông rất là yêu luôn. Mà chất liệu nó mát các chị nhá. Chất liệu mát cho em, tay của nó hơi bồng bồng. Em mặc là kẻ này, em gọi là kẻ hồng này. Còn đây là kẻ cam cho em, chất hơi giãn thôi. Chất hơi giãn. Đấy, mà chất nó mát lắm. Mã này các chị ơi là V3. V3 lên số điện thoại cho em ạ, 150.000 một áo. Được chưa ạ? 150.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn. Đằng sau của nó sẽ là khóa, các chị nhé, khóa giọt lệ cho em. Đằng sau là khóa giọt lệ cho em này ạ. Mã hàng thì là V3, em có MLXL 3 size. MLXL 3 size luôn ạ. Lên mã lên đơn và kèm vào số điện thoại. Mỗi này các chị mặc với lại quần công sở đẹp. Đó, mặc quần công sở này, mặc chân váy hết quần sóc đều đẹp luôn, nó rất là dễ phối đồ. Lên mã hàng cộng số điện thoại, mã này đang cháy hàng các chị này. Thật sự là cái mã này đang cháy hàng đấy. Ra bao nhiêu hết bấy nhiêu luôn. Nó cứ ra bao nhiêu hết bấy nhiêu luôn. Các chị xem cái mẫu kia luôn xem nào. Cái mẫu mà kẻ kẻ bởi chân cô ấy. Kẻ xanh đấy, kẻ xanh với kẻ đen đấy xem nào. Thế màu. Còn lại. Thế lên hai màu này trước ạ. Lên hai màu trước ạ. Này các chị nhìn nào này. Xinh ơi là xinh luôn. Toàn bộ hàng thiết kế chị nhá. Toàn bộ hàng thiết kế, mã hàng chứ là mã V3. V3 kèm số điện thoại ạ. Hả? Đấy, thử con kẻ cam này cho các bác xem luôn. Chất quá đẹp luôn các chị này. Eo ổ đẹp hơn đi may ý. Đẹp hơn đi may luôn đấy nhở. 150 một cái. Trời ơi nó rẻ. Vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng luôn. Mã hàng trên là mã V3 cho em nhá. Nào, em thực thử các chị cái kẻ cam này luôn này. Đấy, mặc thử kẻ cam luôn nhá. Kẻ cam mấy kẻ hồng. Hồng, kẻ tím.
đẹp nhở, đẹp hơn khóa lách nhiều. Và kẻ sau này chìm trông nó kiểu nó gọn người ấy, trông nó eo cái áo. Ôi đẹp hơn đi may. Đấy, hôm nay là áo rời nha Hằng nhá. Đây là áo rời. Đây các chị này, trên 300 may. Đó. Đi may để trên 300. Nếu mà đi may phải hơn 300.000 một cái áo này. Em tặng các chị 150 một cái. Ok, chạm 150 mã V3 cho em. V3 cộng số điện thoại nha chị yêu nhá. Quần mặc ở chân váy xẻ dài cũng đẹp cơ. Cái chân váy bút chì cũng đẹp, nói chung là mix với tất cả các loại chân váy hay là quần sóc hay là quần công sở. Đấy, áo này là áo quốc dân mà các chị, dòng áo quốc dân luôn cho em. Mã sản phẩm ạ, mặc đi làm đẹp, mặc đi chơi cũng đẹp. Mã V3 cho em nhá, 150.000. Ok chưa? Qua mẫu nào. Tại vì nó có ít, hôm nay về được ít tại vì hàng này ra hàng này cháy hàng không có ấy. Thì không có vải may hàng nó đẹp như này luôn. Xinh ơi là xinh, mã V3 cho em này. Kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng các chị nhá. Em qua mẫu đi ạ. Xinh nhỉ? Cái tay bay của nó còn hơi bồng bồng cơ. Cái tầm 60 cân, 60 62 cân. Tầm 60 cân là ok đấy. 62 cân thì mọi người các chị gọn ý. Thì tầm 62 cân. Tiếp theo cho em ạ. Em nên các chị mẫu kẻ khác nhé các chị nhé. Cùng kiểu như này nó sẽ là kẻ kiểu khác khác của em một chút. Đấy, kẻ nhỏ hơn. Con này lên mã V4 này. V4 cho em MLX đúng không? Rồi tiếp theo em lên mã V4 nữa. Kiểu kẻ như này cho em này. MLX à? Đấy, còn không có hàng ấy, tránh hàng ấy. Và nó rẻ, nó đẹp như này mà sao không có hàng. Vải sờ chất sướng nhỉ. Đi may làm sao có giá 150 cái áo này. 300. Nó phải tầm 300 một cái. Kẻ thành công đấy chứ. Đây kẻ đây. Có đây là kẻ xanh nhá, có đây là kẻ đen hai màu. MLX L3 size. MLX L3 size. Mã này các chị có mình là mã V4 nhá các chị yêu. V4 cộng số điện thoại ạ. Đơn giản lại đẹp các chị ơi. Nhìn eo này. Eo em thề luôn, em mặc còn đẹp hơn đi may ấy ạ. Nhiều lúc đi may mình còn chật hay rộng, hay là rộng chỗ nọ, vùng chỗ kia, hay là bé chỗ kia. Nhưng mã này các chị coi là mã V4 nhá các chị yêu nhá. 150.000 một áo. 150.000 các chị chọn cho em kẻ xanh này. Cái này là gọi là hơi hơi chấm chấm bi cho em một tí. Hơi có chấm chấm cho em một tí như này. Mã hàng chính là mã V4 ạ. 150.000. Kẻ đen và kẻ xanh cho em. Lên mã lên đơn được kèm số điện thoại ạ. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho là mình chỗ đơn 150.000 các chị thì cho em màu kẻ đen các chị này. Kẻ đen cho em 150. Xinh quá này các chị ơi, năm nay đang hot những cái dòng áo kiểu như này đấy. Đang hot những cái dòng áo kiểu như này. Đấy, ngày mai chị nào mà hết hàng thông cảm nhé, tại vì mã này em không vê được nhiều, không đặt được nhiều. Còn phải nhanh tay mới đặt được hàng ấy. Đó, em thử các chị xem cái kẻ đen của nó luôn này. Dáng đẹp, kiểu dáng đẹp. Người đang ngồi kia rồi chọn cho chị luôn kia đi để chị Hoa chị cứ làm một mình. Lấy chuẩn bị mã cho chị, còn chị Hoa chị đi xếp hàng, chị mang ra ngoài kia. Rồi, V4 rồi. Kẻ đen các chị nhá, chị nào thích kẻ đen các chị lên đơn. V4 kẻ đen mà kèm số điện thoại ạ. V4 kẻ đen cộng số điện thoại cho em 150. Thôi qua mẫu luôn, hết hàng rồi. Em qua mẫu luôn, hết hàng luôn các chị ơi. À, V4 ạ, kèm số điện thoại. Đây là em mặc chân váy xòe nhá. Chị nào mặc chân váy ôm cũng rất là đẹp, chân váy bút chì. Đấy, xòe ngắn, xòe dài, chân váy ôm, chân váy bút chì đều đẹp luôn. Lên mã hàng cộng số điện thoại là mã V4. Các chị chọn màu, chọn size vừa cho em. Chọn màu, chọn size vừa cho em là các chị mình lên đơn. Em qua mẫu luôn nhá. Nào Nguyên thưa chị nào. Đây con này lại là tiếp theo một cái mã kẻ to có 4 màu. Cái chạm mã kẻ to có 4 màu. Đen này, vàng này. Cái chạm đen, vàng, hồng và tông màu nâu. Cái chạm màu này em gọi là màu nâu chị nhá, kẻ nâu cho em. Đen, vàng, hồng, nâu 4 màu cho em ạ. Lên mã sản phẩm mà là mã này là mã V5 nhá, mã V5 cho em. Tất cả đều là khóa sau hết, tất cả là khóa sau hết cho em ạ. Mã hàng là V5 cộng số điện thoại ạ. Tiếp con này là V5. Cùng cái kiểu cổ như thế, nhưng mà nó sẽ khác nhau với cái kẻ ấy. Đấy.
cái chị khóa gì đâu. Để chị dặn. Thế này form nhỏ hơn, 60 cân. Mãi chốt từ 40, 42, 43 cân thì 60 cân đổ về. 42, 43 cân thì 60 cân đổ về em lên đơn. Mã hàng cho em là mã V5 các chị nhá. V5, em mặc là kẻ là kẻ nâu các chị này. Kẻ này là kẻ hồng này. Kẻ vàng với kẻ đen 4 màu. Nâu, kẻ nâu vàng hồng đen. Các chị comment mã hàng ạ. Mã V5 cộng số điện thoại cho em ạ. V5 này, kẻ hồng này, kẻ vàng này, kẻ đen với tông màu kẻ nâu 4 màu cho em. 40 cân đến tầm 60 cân đổ về em chút nữa. Đấy chạy 40 cân đến 60 cân đổ về chút nào. Mã hàng kia là V5 150.000 một áo á, 150. Đó, 150.000 đồng. Các chị lên đúng mã hàng và kèm cho số điện thoại. Chất này kiểu là chất đũi chị ơi. Áo này là áo đũi cho em này. Đó, chất đũi chị nhá. V4 nó hơi giãn, còn chất này chất đũi cho em này. Chất đũi này sẽ không giãn nhiều đâu các chị ơi. Mã V5 nó sẽ không giãn nhiều nhá. Cái form ở đây nó đẹp và thoải mái. Các chị nhìn hàng này, nó thoải mái lắm. Mã V5 cho em, 150.000 một áo. Chọn màu ạ, chọn màu cho em, chọn size vừa. Chọn màu, chọn size vừa là mã V5 cho em, 150.000. Thôi bỏ qua V4 chị ơi, V4 có ít mà. Chuyển sang luôn V5 cho em. Mình chuyển sang luôn con V5 cho em này, 150. Kẻ đen. Để chạm 150.000 cho em kẻ đen. Chuẩn mã hàng cho em là V5 kèm số điện thoại nhá. Đó, V5 mà kèm ra số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng 150.000 đồng một áo. V5 cho em. Chất này chất đũi nhá, V5 của nó là áo chất đũi. Chất đũi các chị biết là chất nó mát lắm các chị ơi. Đấy, chất đũi siêu mát luôn, 150.000 một áo. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Là các chị ơi mình lên đơn. Cái này đều là khóa đằng sau hết. Size M thì chốt đơn các chị dưới 50 cân, size L dưới 55 cân, size XL các chị mình dưới 60 cân đổ về. XL dưới 60 cân đổ về mã này cho em. Lên chuẩn mã hàng cho là V5 kèm theo màu với số điện thoại như kẻ đen các chị này. Kẻ đen cho em. Kẻ nào cũng xinh luôn chị nhỉ. Đẹp chưa? Đó, kẻ 5 à kẻ ở đúng rồi, kẻ V5. V5 kẻ đen. Chị Vương Nguyễn Hùng Lê ạ, Nguyễn Tự rồi ok, chốt đơn hàng. V5 cộng số điện thoại nhắc 150. Qua mẫu luôn đi, tại vì hôm nay về kẻ ít lắm. Tổng các mẫu nó có tầm chưa đến 200 áo. Nó chưa đến 200 áo luôn. Đây kẻ vàng các chị này. Kẻ vàng. Chị nào thích kẻ vàng các chị lên đơn nhá. 150.000 em có 3 size là M, L, XL. 3 size là M, L, XL. Đây thử các chị xem các màu đi, tại vì hàng nó mới về thì em sẽ cho các bác xem các màu của nó khi mặc lên nhá. Cái áo không đấy hình như có M đến hàng 2XL phải không? Ừ. Nó báo là có từ size M đến 2XL. Ừ, cái nào không ạ? À? Ừ. Con hàng Medi kìa, Medi có ít không? Áo đá rồi đồ bộ các kiểu nhiều lắm. Đây, cái màu vàng luôn. Kẻ vàng đấy ạ. Chị yêu chốt kẻ vàng các chị lên đơn nhá. Mã V5 cho em kẻ vàng. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Chị Thảo Nguyễn Hường Nguyễn ok này. Ok chị Bùi Thị Sen, chị Thúy Hoàng ok. Chị ơi có kẻ hồng cũng xinh nhá. Kẻ hồng kiểu hồng kẻ đậm đậm ý, chứ không phải là cái màu kẻ không phải là hồng phấn đâu. Các chị nhìn hàng cho em này. Mã hàng cho là V5 cộng số điện thoại ạ. Để chạm 150.000 một áo. 150.000 đồng ạ. Lên mã lên đơn và cộng cho số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. 150. Nào, thử thử nước các kẻ hồng các chị mình xem. Đã thử thì thử cho nó hết màu nhá. Có 4 màu thôi. Đấy, mặc lên đảm bảo các chị màu nào, kẻ nào các chị cũng thích luôn. Nó rẻ nhờ. Không, ngày xưa cứ may cái áo này lên nó phải tầm 300 một cái. À, chị ơi. Đây kẻ này em gọi là kẻ hồng đó chị nhá. Kẻ hồng mã V5 cho là kẻ hồng cộng số điện thoại ạ. V5 kẻ hồng cộng số điện thoại cho em 150.000.
Đó, các chị comment đúng mã hàng cho em. Không, à nó là chui mà chị, áo chui. Đây đằng sau có khóa này, đằng sau đó nó sẽ là khóa kiểu khóa lưng ấy, khóa lưng ấy. B65 hôm nay vừa về thêm một ít nữa chị ơi, chị Harvey Nguyễn ok em chút đơn. Rồi ok em qua mẫu luôn nhá, nó sẽ có cả nâu này. Đấy, nâu đỏ. À kẻ nâu này, đen này, hồng với vàng, bốn màu. Nâu đen hồng vàng, các chị lên mã hàng cho em là mã V5 cộng số điện thoại ạ. Áo có khóa không em ơi? Có khóa sau đấy chị này. Đây khóa đằng sau. Đó, khóa đằng sau cho em. Lên mã hàng kèm cho số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Không có cổ á? À? Không có cổ, hôm qua em lên rồi. Chị Ánh Dương chốt khẩu trang, chị Hồng Dương ok chốt nâu này. Em qua mẫu áo phông nhá. Nào đưa chị cái mẫu áo phông của hàng phông hãng đi. Phông cổ tròn hàng hãng các chị mình luôn. Nào, tiếp theo lên áo phông cổ tròn của cái mã đổ bộ ấy. Nhưng mà cái này đợt này em sẽ nhập hàng tách rời là phông riêng, phông phông bộ, cái mã bộ riêng ấy. Rơi chân rồi. Đấy chị này, phông rời này. Nó cùng kiểu cái mã đổ bộ ấy chị. Nhưng mà đợt này em sẽ đặt là nguyên phông áo, nguyên áo riêng nhá. Nguyên áo rời các chị nhìn hàng của nó luôn này. Từ size M đến size 2XL. Từ size M đến 2XL luôn. Lên mã hàng kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn nhá các chị ơi nhá. Xinh ơi là xinh luôn các chị này. Một con áo phông cũng gọi là xứng đáng luôn à. Mã này các chị comment là mã phông à. Mã chị ạ, mã V6 nhá. Mã này các chị lên là mã V6 cho em. V6 và kèm số điện thoại nó là phông rời. Đấy chị ạ, phông rời ạ, từ khoảng là 40 cân. Trời ơi, nó đẹp quá luôn các chị này. Màu này gọi là màu gì? Xanh. Xanh gọi là xanh gì? Nó có hai màu xanh đấy. Lá và xanh đấy là xanh. Màu này em gọi là màu xanh lạ nhỉ? Xanh lạ. Gọi là xanh lạ ấy. Xanh lam nhá, màu này em gọi là xanh lam đi. Xanh lam này, xanh lá này các chị này. Đó, xanh lá này. Từ size 40 cân đến tầm khoảng là 68 cân. 40 cân đến 68 cân đổ với em chốt đơn hàng. Mã hàng các chị comment là mã V5. Các chị nhá, V5 kèm số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. À V6 cho em. Mã này là V6 áo phông nữa chị này. Thêu đính đá. Được chưa? Toàn bộ hàng thêu đính đá cho em. Em tặng các chị mã này, các chị lấy tương tác nhá. Mã V6, chiếu điều hòa em còn chị ơi. Đây màu nâu em dở các chị xem các màu của nó luôn á. Đến 68 cân đổ về, 40 cân đến 68 cân đổ về chốt đơn. Từ là size M đến 2XL. Đấy, từ size M đến 2XL luôn. Giá các chị đừng giật mình luôn, em mà bảo giá các chị giật mình luôn. Trời ơi, chắc nó đẹp long lanh như này luôn. 100 xem nào. 100 bao nhiêu được? Dở các màu em cái. Giờ có màu em nè. 115.000. Hả? 175 á? Không, 115.000 thôi. 115.000 một áo. Được không các bác? 115.000 đồng nhé các chị nhé. Mã hàng cho là mã V6. V6 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Em ơi xinh quá này các chị, 115.000 đồng một áo cho em. Cứ 115.000 đồng một áo, các chị lên chuẩn mã hàng và cộng theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Từ M đến 2XL luôn các chị này. Em ơi 115.000. Xanh lá này chị này. Lên mã hàng cộng số điện thoại ạ, màu đỏ này. Em mặc là màu xanh này, em gọi là màu xanh lam ấy chị nhá, màu xanh lam. Và tông màu nâu hình như có màu trắng nữa mà. Có màu trắng không? Có trắng mà. Đấy, cứ đưa chị xem, tại vì là đang đưa hàng mẫu. Rồi ạ, 115.000 đồng ạ, chọn màu chọn size vừa cho em. Chọn màu chọn size vừa cho em ạ, lên đúng mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đẹp chưa các bác ơi ạ? Chuẩn chỉ chưa? Các chị ơi, toàn bộ hàng của hãng Sahana cho em. Toàn bộ áo phông của Sahana cho em. Để các chị nào đã mua đồ bộ của nó rồi, các chị biết là cái áo phông của nó đẹp như nào. Có chiều chị bảo em ơi bán nguyên áo rời đi, hoặc là em ơi bán nguyên quần rời đi, thì hôm nay em sẽ làm bán nguyên áo trước nhá. Bán nguyên mã áo trước, các chị nhìn hàng cho em ạ. Đến tầm khoảng là 68 cân nhà em có size vừa. Đến 68 cân nhà em có size vừa. Mã hàng cho là mã V6. V6 ạ, kèm theo màu với số điện thoại. Hàng thêu cho em, chất nó mát lạnh luôn các chị ạ.
Để chạy chất nó mát lạnh luôn ạ. Mình chọn màu, mình chọn size vừa cho em. Chị Nguyệt Thu rồi, ok chốt đơn. À hôm nay em có chiếu Muji đấy. Có chiếu Muji về. Tí em lên sau ạ. Chị Lê Hoa có đơn ạ. Chị Nguyên Lê có ạ. Chị Phạm Bình mã V nhé chị nhá. V6 cho em. Các chị chọn cho em màu nâu tây này. Em mặc là màu xanh này, màu xanh kiểu màu xanh lam ấy. Còn đây tông màu nâu tây cho em đủ size từ M đến 2XL. Từ size M đến 2XL luôn. Rẻ đẹp chất lượng. Ok chị ạ, 115.000 một áo. Lên đúng mã là một kèm số điện thoại cho em. Các chị mình có đơn nhé các chị này. Nhìn màu cho em này, màu nâu tây cho em. Nâu tây ạ. Ui V6, các bác cứ bắn đơn cho em thoải mái. Em chạy chương trình các bác luôn mã này. Để chị ạ, em bảo rồi chạy chương trình luôn. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em. Chất nó đẹp lắm, các chị nhận hàng các chị cứ bóc hàng kiểm tra chất lượng cho em. Đó, các bác hàng kiểm tra chất lượng của em rồi hãng thanh toán. Có 115.000 đồng một con áo các chị về, các chị ôi làm sao nó đẹp thế này. Đến em không ngờ luôn. Đấy, tại vì là em nghĩ là chắc là cái phông này nó cũng tầm tầm thôi. Nó vừa vừa thôi nhưng mà về không nghĩ là nó đẹp thế này. Các chị nếu mà để mà so sánh cái áo phông này ấy, tầm khoảng là so sánh ngang ngửa cái những cái áo phông nó tầm khoảng hơn 300.000. Đấy, mà giá chỉ có ngày hôm nay là 115.000 đồng một áo thôi. V6 cho em nhá, đế 68 cân đổ với em có size vừa. Chị Hà Vi Nguyễn gọi, có chị Toán Hùng ạ, chị Dung Trần Anh Kim chốt đơn hàng. Đây là màu xanh lá cho em, mã hàng chỉ là V6 màu xanh ạ, kèm số điện thoại xanh lá và xanh lam nhá. Có hai màu xanh. Đây tầm màu đỏ cho em, toàn bộ hàng thêu đính đá. Đấy, cái hình ngôi sao thêu đính đá cho em này, chữ thêu cho em. Em mặc size M chị. Em mặc size M tại vì hàng phông nó co giãn mà chị. Đấy cứ từ 40 cân đến tầm 68 cân đổ với em có size M đến 2XL ạ. Màu đen đây. Em ơi, nó đẹp lắm luôn, các chị cứ thử lấy về xem chất nó có đẹp em loan quảng cáo hay không. Mà giá gọi là nó siêu rẻ như thế này. Em không nghĩ là cái áo phông này nó chỉ có tầm hơn 100.000 tí thôi. Đấy, nó ngang ngửa với hàng hơn 300 các chị ơi. Phải ngang ngửa với hàng hơn 300.000. Chất nó lì, nó mịn lắm. Mã hàng kèm số điện thoại thôi, em qua mẫu luôn nhá. Tua nhanh, hôm nay rất là nhiều mã hàng mới. Đấy, mã V6 cho em chị Phương Lý, Ánh Hồng chốt đơn hàng. Nào qua luôn. À, đây chiếu điều, à chiếu chiếu Muji đây. Nào lấy thảm luôn nhá. Đây chiếu Muji đây các bác này. Trời ơi nằm con này thì con đã đời luôn ạ. Bỏ kia xuống của em cái. Đây là chiếu Muji. Các chị comment là chiếu Muji cộng số điện thoại cho em ạ. Nhưng em hôm nay về được loại 1m62m và 1m82m. Đây các chị nhìn cho em một cái chiếu này. Có chất lượng luôn ý. Để chạm đẹp từ gọi là từ trong ra ngoài. Để chạm từ ngoài vào trong luôn. Đây là một cái bộ chiếu Muji. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em. Ai đứng ra dơ em cái. Nó sẽ có một chiếu và hai cái vỏ gối. Đó, một chiếu và hai vỏ gối cho em. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Tôi này. Bên dưới là mặt chiếu lụa cho em. Đây là loại 1m6 hay sao ấy nhỉ? Nhìn nó chị xăm lại 1m6 không? Được, không nên giấu chị em. Mình giấu cho mình. Đây 1m6 đấy. Chị vừa dở cái 1m6 ra. À rồi, 1m6. Rồi ạ, 1m6 2m và 1m8 2m. Con này thì siêu bền luôn. Đó, nó là kiểu giọng chiếu cỏi ấy nhỉ? Mềm nhỉ? Mềm lắm. Cái này chị tải ra lún được không nhỉ? Hả? Thoải mái nhỉ? Tải nhưng mà không đẹp. Nhưng mà nó không bọc. Không rồi bọc. Ok. Bên. Ừ nhỉ? Nó bọc hai góc thôi. Thôi. Nó bọc hai góc thôi. Nó bọc hai góc chiếu nhau đúng rồi. Rồi, ok luôn. Các bác lên mã này cho em là mã gì nhỉ? Chiếu Muji nhá. Nó sẽ có hai cái vỏ gối như này nữa. Hai vỏ này cho em. Lên mã hàng mà kẹp số điện thoại cho em, các chị mình có đơn ạ. Loại em có loại 1m6 2m và 1m8 2m. Em không biết là cái này bên ngoài chuồng người ta bán các chị bao nhiêu tiền. Loại này mình mọi người đang mua bao nhiêu tiền? Các chị nhìn hàng này. Nằm mắt lạnh luôn. Đó. Các chị có phải là chiếu Muji cho em loại 1m6 2m và 1m8 2m nhá. Như nhau thôi, nó khác nhau kích thước thôi. Nó khác nhau về cái kích thước ấy. Đồng giá luôn nhá. Ok chưa ạ? Đồng giá luôn. 249.000 đồng một bộ cho em. Là các chị mình lên đơn hàng. Ok chị ạ, 249.000 đồng cho một bộ chiếu Muji. Đó, nó sẽ có cả một chiếu và hai vỏ gối, một chiếu và hai vỏ gối hàng cao cấp cho các chị mình luôn. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho là chiếu Muji nhá. Đó, có loại 1m62m và 1m82m. Đây là cái vỏ gối của nó các chị này, vỏ gối của nó luôn cho em. Lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho là các chị mình có đơn. Ê ôi các chị ơi, lên bộ giường nó rất là đẹp luôn các chị nhá. Lên bộ giường rất là đẹp luôn. Cái này nó mềm các chị này. 1m62m và 1m82m em tặng các chị mức giá là 249.000 đồng một bộ ạ. Đồng giá luôn. Ok không ạ? 249 ạ. Chị Tròn Nguyễn ạ, H2 à? Và máy ép hoa quả ok chị luôn.
V6 màu nâu màu xanh ok này, chị Nguyễn Hoan ok, chúc đơn hàng. Mã này các chị có mẹ chiếu Muji nhá các chị nhá. Kiểm tra đơn hàng có vấn đề gì chị ơi. Loại mét 6 2m và mét 8 2m, 249.000 đồng cho em một bộ ạ, cả chiếu cả vỏ gối. Cả chiếu vỏ gối cho em. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại. Đây mình ơi, bỏ ra cho em cái. Gấp vào cái túi mét 6 nhá. Em nó loại hai mặt đấy. Đâu rồi? Đây loại hai mặt cho em, cả vỏ gối ạ, cả chiếu cho em. Đấy hai loại các chị nhá, hai loại cả vỏ gối và chiếu ạ. Lên mã hàng cho em là gối à chiếu Muji, chiếu Muji cộng số điện thoại ạ. Mình chốt đơn hàng 249.000 đồng một bộ ạ. 249 một bộ cho em. Ừ mét 6. Đánh dấu ở đấy mà. Mét 6 2m và mét 8 2m. Đây bình chia vạch các bác này. Bình chia vạch là 79.000 đồng một chiếc bình 2 lít các chị nhá. Bình chia vạch là 79.000 đồng một cái. Các bác comment là bình chia vạch và kèm số điện thoại cho em. Nhựa xịn, nhựa cao cấp chị ơi. Đắc nào lấy chiếu Muji các chị lên đơn. Ok chưa ạ? Chiếu Muji và kèm số điện thoại cho em. Chiếu này nằm xuống mà nó bền lắm các chị ơi, nó như kiểu chiếu cói. Đó, nhưng mà nó là chất liệu cao cấp cho em. Lên mã hàng cộng theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Xinh ơi là xinh luôn, mẫu mã đẹp các chị nhá. Mẫu mã đẹp cho em. Lên mã hàng kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. 249.000 đồng một bộ ạ. Muji. Chiếu điều hòa còn thì Hương Thảo ơi, áo em mặc là mã V6. Áo em mặc là mã V6 là 115.000. Ok chị Bùi Tủy này, quần Q165 ok. Đây bác nào lấy thảm bếp ạ? Cái về nó. Bộ thảm bếp cho em cái. Thảm bếp cho các chị mình lấy kèm đơn hàng luôn đi. Thảm bếp hôm nay về toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Thảm bếp hôm nay về toàn màu đẹp thôi. Chiếu điều hòa còn tí em lên sau. Đây các chị này. Em sẽ giao màu ngẫu nhiên các chị nhá. Cái này là thảm bếp cho em. Thảm bếp toàn bộ thảm bếp thương hiệu. Đấy chứ ạ, toàn bộ thảm bếp thương hiệu luôn các chị nhìn nàng này. Bao hôm trước về hết sạch luôn ạ. Tiếp theo mã này cho em là chiếu mũ à quên, thảm bếp ạ. Em cho các chị xem các cái màu của nó luôn. Đấy nó đi theo bộ này ạ, một cái to một cái nhỏ các chị nhá, một cái to một cái nhỏ. Em tặng các chị 49.000 đồng một bộ ạ. Đó, 49.000 đồng một bộ cho em. Các bác lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em là thảm bếp các chị nhá. 49.000 một bộ này. Em ơi hôm nay về toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp với sang nữa các chị này, để ở dưới bếp này, để ở bếp này, chỗ khu mà mình nấu ăn ấy và để trước cửa nhà tắm nhà vệ sinh ấy. Em ơi nhìn màu này, hôm nay về toàn cái màu sang xịn mịn thôi. Đấy xinh ơi là xinh luôn ạ, thảm bếp kèm số điện thoại nó sẽ có một bộ như này các chị nhá, một cái to một cái nhỏ như này luôn. Đó, 49.000 đồng một bộ cho em. Đằng sau nó sẽ có là cái chống trơn trượt. Đó chị ạ, chống trơn trượt cho em ạ. 49.000 một bộ ạ. Ok chị ạ, 49.000 đồng một bộ ạ. Chị nào lấy chiếu Muji các chị lên đơn, còn cái này là thảm bếp cho em 49.000. Để chị ạ, hai chiếc cái này là một bộ các chị nhá. Lên mã lên đơn cho em là thảm bếp và kèm ra số điện thoại cho nó các chị mình chốt đơn, nó may toàn màu đẹp thôi. Các chị tranh thủ lấy đi. Để chị ạ, tranh thủ lấy ạ, toàn màu đẹp xịn mịn như này luôn. 49.000 đồng, 49.000 đồng các chị mình lên đơn nào. Rồi chị nào lấy hai bộ cho các chị giá 95.000. Chị nào lấy hai bộ giá 95.000 hai bộ cho em. Ok chị ạ, 95.000 hai bộ ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em 95.000 hai bộ. Cứ 95.000 hai bộ cho em. Giờ các chị xem màu này. Ê ơi xinh ơi là xinh ý. Để chạm xinh ơi là xinh luôn. Lên mã hàng kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng ạ. Đó cứ 49.000 à 95.000 hai bộ nhá. Các chị mình cứ lấy hai bộ cho em. 95.000 hai bộ ạ. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại cho em là thảm bếp ạ. 95.000 hai bộ. Rồi chiếu Muji ok chị luôn. Em bán cái mỗi thứ em cộng tí thôi cho các bác mình ạ. Đỡ tiền gọi là cứ kèm đơn hàng ấy, cứ kèm đơn hàng luôn cho em. Cái thảm bếp em tặng các chị cứ hai bộ một nhá, 95.000 hai bộ đúng không ạ? Còn cái chiếu Muji là 200 ạ, 49.000 đồng trên một bộ. Nó sẽ có cả loại mét 6, mét 8. Mà nhà chị nào có loại mét 6 thì lấy mét 6, còn giường chị nào loại mét 8 các chị cứ lấy loại mét 8 cho em. Mét 8 2m và mét 6 2m. Đây là loại chiếu Muji. Còn thảm bếp là 9. Nhận được áo nhà em ưng lắm, cảm ơn chị luôn. Thảm bếp em là 95.000 hai bộ nhá, giao màu ngẫu nhiên. Ok chị ạ, giao màu ngẫu nhiên luôn. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Đâu rồi chiếu điều hòa các chị mình xem luôn đi. Chiếu điều hòa có loại mét 6 và 2m, à loại mét 6 mét 8 thôi. Đào Tu Hương ok, bác nào đấy thảm bếp cứ lên số điện thoại ôm này ngứa mũi thế nhỉ? Em thế. Nhưng bị dị ứng ấy. Thời tiết ấy chị ạ, hôm nay thời tiết nó rất là khó chịu luôn. Mũi nó cứ ngứa. Hằng ơi, em làm gì đấy?
em lấy chiếu điều hòa nhé. Còn bác nào lấy mã V6 các chị lên đơn. Thảm bếp các chị chọn cho em luôn. Đấy, lấy luôn thảm bếp các chị lấy kèm đơn hàng. Em ấy dùng nó sướng mà nó có chống trơn trượt ý. Áo em mặc là mã V6 chị Rosy Nguyễn ơi. Tiếp theo mã này cho em là đá gì ạ? Đá 818. Mã này là đá 818 cho em. Ok chị ạ, đá 818 và lên số điện thoại. Mã này về bù nhá. Hôm trước là hết hàng. Các chị nào mà hôm trước không chốt được, hôm nay đừng bảo là sau chị đặt mà lại báo hết hàng. Hôm nay nhà em vừa về bù thêm. Hôm nay mã này nhà em mới về bù thêm. Các chị lên mã sản phẩm cho em là gì ạ? Cái này là mã đá 818 ạ. Đá 818, à lúc nãy có chị nào hỏi mã này đúng không? Hôm nay về thêm. Ừ, hôm nay về thêm. Đá 818 mà kèm số điện thoại ạ. Em có ML hay sai rồi đúng không? Có ít ở nhà còn ít không? Thế nhưng mã này chỉ còn ML thôi. Mã V6 nhiều màu lắm chị ơi, quên đỗ ơi. Đây tiếp theo mã này cho em các chị comment là mã ML. Hôm nay trước đó các chị tầm khoảng là 44-45 cân. 44-45 cân cho đến tầm khoảng là 63 cân đổ về chị nhá. Đến 63 cân đổ về em chốt đơn. Mã này em có 2 size ML chất liệu co giãn cho em ạ. Đá 818. Mã này bao tiền chị? 195.000 một áo ạ. Ok chị ạ, 195.000 đồng. Các chị lên mã sản phẩm cho em là đá 818 cách số điện thoại cho em. Đó, đá 818 cách số điện thoại cho em 195.000 đồng. Các chị mình lên đơn nhá, 195.000. Ok chị ạ, đá 818. Đẹp ơi, đẹp hôm trước về hết hàng đấy. Các chị nhiều chị đặt vào bị trượt mã này này. Nhiều chị đặt trượt mã này cho em ạ, đính đá này. Cái phần này phần gen cho em nhá, gen và đính đá cho em. Đá rất là sáng và đẹp luôn ạ. Chất liệu co giãn thoải mái luôn, chất của em là chất thun lạnh. Chất thun lạnh cho em ấy, lên mã sản phẩm là đá 818. Ok chị Loan Lê chiếu Muji 2 chiếc này. Nó là 2 bộ nhá, chị Anh Lan rồi. Ok, V6 là 115.000. Còn áo mã đá 818 em đang mặc là 195.000 đồng. Đá này hôm trước kẻ ngang á, hôm nay có một đúng một ít thôi chị ơi, có tí thì tí em lên sau nhá. Chị Lan Lê rồi, ok chút V6 đen trắng 50 cân này. Mã này các bác lên cho hàng chị là mã V, à đá 818. Đá 818 cho em 195.000. 195.000 các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Rồi V6 này, chị Huyền Phạm ok. Lên mã hàng cùng số điện thoại cho là các chị mình có đơn nhá. Nào bác nào thích bộ VIP không ạ? Bộ VIP 3 VIP 4 ạ. Bác nào thích thì cho em xin nút thả tim mới em lên luôn. VIP 3 VIP 4 giờ về bù hàng liên tục luôn. Đấy. Hôm trước là không các bác không được chốt đơn các chị đang gọi là đang trách em thì hôm nay em cố gắng là về thêm các chị đủ sai số để chốt đơn cho chị nào cũng được. Để chị nào cũng được chốt đơn. Mã này các chị coi là đá 818 nhá. Chị Thanh Nhịp Thanh có, chị Bích Chu rồi ok. So áo đẹp lắm em vừa nhận, em cảm ơn chị Triệu Nga. Đá 818 chất máy không làm các chị thất vọng luôn. Live trưa nay đã gọi điện chốt cho em, bây giờ đang gọi điện chốt đơn chị Nhàn Hoàng ơi. Đơn trưa nay nhà em vẫn đang gọi điện chốt nhá. Mã này các chị coi là đá 818 cho em. Kèm số điện thoại ạ. Nào đưa cho em cái chiếu điều hòa chị ơi. Ở chiếu điều hòa luôn. Chưa lấy màu đâu. Cái màu khác. 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 Xem lại nào. Rồi em dơ chiếu điều hòa loại mét 6 trước nhá. Rồi đá 818 các chị lên đơn. Em dơ loại chiếu điều hòa mét 6 ạ. Đồng giá là 269.000 một bộ ạ. 269.000 đồng loại mét 6, mét 8 và à mét 6 2m và mét 8 2m. Đây là bộ chiếu điều hòa cao su non cho em. Nó sẽ có là một chiếu và hai vỏ gối. Một chiếu và hai vỏ gối các chị lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em. Đây chị này nó sẽ đi giao bộ như thế á. Đâu tôi gần đấy chị em xem nào. Đấy hai vỏ gối này và một chiếu cho em 269.000 đồng một bộ cho em ạ. Đằng sau nó sẽ có là bọc chun nhé các chị nhé. Đằng sau có bọc chun cho em. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho là chiếu điều hòa. Chị nào giường mét 6 các chị lấy lượng mét 6. Còn chị nào giường mét 8 thì lấy lượng gan mét 8 cho em. Mã hàng cho là chiếu điều hòa kèm số điện thoại cho em ạ. 269.000 một bộ nhé chị yêu nhé. 269.000 đồng cái này em sẽ giao màu ngẫu nhiên các chị mình. Màu nào cũng đẹp luôn. Đó, màu ghi đó chị này. Áo em mặc là mã đá 818 chị ơi. Chân hè đợt này em không về được hàng ấy. Đó chị nhìn hàng này. Màu này là của loại mét 6, mét
mét 6 2 mét đó chị nhá, loại mét 6. Đấy em dâu loại mét 6 trước, chị Mai Linh comment đúng mã hàng cho em chị ơi. Trời ơi các chị đang mua bên ngoài tiền triệu luôn. Các chị đang mua ngoài tiền triệu. Đây. Các chị màu sắc của nó luôn này, đẹp ơi là đẹp luôn. Lên mã sản phẩm cho em là chiếu điều hòa, cách số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng. Toàn bằng chất liệu cao su non cho em. Chị Điệp Nguyễn ok, chị Anh Lan chốt đơn hàng, comment chuẩn mã cho em nhá. Em dâu các chị xem cái màu của nó luôn. Đó. Màu đẹp ơi là đẹp luôn ý. Mà màu nó rất là sang luôn ạ. Lên đúng mã hàng cho là chiếu điều hòa, kèm số điện thoại cho em ạ. 269.000. Màu đẹp thế nhỉ? Này nó còn một bộ ạ. 269.000 đồng một bộ. Các chị lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho là chiếu điều hòa. Eo em bán rẻ mà lại tương tác thôi. Đấy. Bán rẻ để tương tác thôi các chị nhá. 269.000. Nào dơ dơ qua. Hình như có cái họa tiết LV nâu hết à? Hết sạch cảnh xanh luôn mà toàn màu đẹp như thế này. Đấy. Toàn màu đẹp thế này luôn các chị nhìn nàng này. Màu nó kiểu nó nhã nhặn ý. Cái chạm màu nó nhã nhặn luôn cho em. Lên mã hàng cho là chiếu điều hòa nhá. Tôi qua mẫu đi. Qua mẫu rồi các chị xem cái màu của mét 8 luôn đi. Cho các bác xem màu mét 8 luôn. Không cần ngoài kia tí gặp sau đi. Tức là xong gặp sau. Ok chưa? Tí em lên loại mét 8 sau nhá. Bây giờ lên áo phông kiểu đã. Lên áo phông kiểu sau đã. À lên phông kiểu trước đã. Nào tiếp theo cho em. Các chị nhìn hàng Mezi này. Không này là phông điệu nhá. Hơi điệu thôi, không điệu quá. Con này là hơi điệu, không điệu quá. Tiếp theo cho các chị nhìn con hàng này. Xuất sắc chưa? Ok. Các bác nhìn hàng cho em với ạ. Toàn bộ phông hãng cho em. Toàn bộ phông hãng hàng Quảng Châu. Xịn đét luôn. Mã hàng các chị coi là mã V7 nhá. V7 màu xanh nữa chị này. Màu xanh, màu đỏ đô này. Màu trắng này. Màu vàng bò này. Tông màu đen. Và có đúng một chiếc là hết hàng. Lên mã sản phẩm cho em là V7 đúng không? V7 kèm số điện thoại ạ. Là các chị mình lên đơn. Xinh ơi là xinh luôn, mã V7 chị nhá. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại ạ. Ồ cái chị này. Thế chị ạ, nhìn màu sắc của nó quá đỉnh luôn. Form này kiểu là dáng tốt vừa cho em. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Đấy chứ ạ, các chị mình từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. Mã hàng kia là mã V7 ạ. Kèm số điện thoại cho các chị nhìn hàng này. Toàn bộ hàng xịn luôn các chị nhá. Giá các chị ngày hôm nay ạ, 199.000 một áo. Ok chị ạ, 199.000 đồng một áo ạ. Là các chị mình lên đơn hàng mã này cho em. Xinh lắm các chị ơi. Mã siêu đẹp luôn. Lên mã sản phẩm cộng số điện thoại cho em là gì nhỉ? V7 đúng không? V7 cộng số điện thoại chọn màu cho em với ạ. 40-60 cân em chốt đơn nhá. Từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã V7 cộng số điện thoại ạ. Mã V7 cho em 199.000. Để chạm V7 199.000 đồng. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Nói chung là form này chốt đến tầm 60-62 cân. Đó, tầm 60-62 cân đổ với em lên đơn. Trắng có nào? Trắng có không chị? Nói chung là mỗi màu có vài chiếc không có hàng đâu các chị ơi. Trời ơi các chị này. Các chị đang mua ngoài 300 mấy một cái. Các chị đang mua lẻ 300 mấy một cái. Em tặng các chị hôm nay là 100 bao tiền nhỉ? 190 mấy? 199 đúng không? Vâng. Mấy chị em xin cái bút với. 199 ạ. Em màu đỏ cho em này. Đỏ là màu đỏ đô các chị nhá. Hàng Quảng Châu đẹp lắm. Các chị ơi V7. V7 cộng số điện thoại ạ. Màu xanh ở bên ngoài màu nó đẹp lắm các chị ơi. Xanh bên ngoài màu đẹp. Áo này phi size hàng co giãn chị ơi. Co giãn cho em. Đấy tầm 60-62 cân là mình chốt đơn chị nhá. 60-62 cân. Tay hơi bồng bồng một chút. Vai hơi bồng bồng một chút cho em. Đây các bác nhìn này. Xinh ơi là xinh luôn. Mã hàng V7 cho em ạ. Chất của nó là hàng Quảng Châu cho nên chất nó đẹp lắm. Mỗi màu em có 3-4 cái thôi. Không có hàng nhiều đâu các bác ơi. Đây các chị chọn cho em màu đỏ đô đó chị này. V7 cho em đỏ đô kèm số điện thoại ạ. 199.000 một áo cho em. Thôi hơi điệu đúng không? Hơi điệu một tí thôi, không điệu quá. Chị Nguyễn Hồng ok chốt này. Chị Havin Nguyễn chốt này. Ôi màu xanh có đúng 5 cái đấy chị nhá. Mỗi màu em có 5 cái, màu nào còn thì tầm ít thì tầm khoảng 2 cái 3 cái thôi. Làm cho các chị 199 hàng hơn 300. C
sale với chị là 199.000. Đó, lên mã lên đơn và kèm số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn nhé, yêu nhá. 199.000 một áo ạ. Rồi ok, trắng này chị Phạm tôi có này. À, không phải chị Hoàn ơi. Em lên từng mã một mà chị. Đây vàng bò, xem vàng bò còn sót mấy cái. Vàng bò cũng mới 2-3 cái các chị ơi. Vàng bò có đúng 2-3 chiếc đâu. Bác nào lấy lên đơn nhá. 199.000 một áo á. 199 trên mã V7. Kèm theo số điện thoại á. Chị Loan Phạm à. Loan Phạm ở đâu đấy? Nguyễn Loan hay Phạm Loan này em? Chị em hỏi lại xem cái đơn mà em bảo không có số điện thoại ấy. Thì đấy rồi, thì đấy rồi. Nếu mà đã mua 1-2 lần là khó rồi. Đây các chị chốt cho màu vàng bò, các chị nhắc màu vàng bò cho em. Mã V7 màu vàng bò này. Ôi chết, các chị chốt này nhiều quá, em chẳng có hàng đâu. Các chị ơi, màu đen đây. 200.000 cái áo phông xịn đét như này luôn. Trắng có đúng 1-2 chiếc. Bác nào hoan hỉ thì có, mà bác nào không được định bảo em mà bán hàng kiểu là lên like để gọi là bán cho vui nhá. Thì hàng em không có hàng mấy đâu, em có mỗi mẫu em có mấy chiếc thôi, có mấy chiếc thôi, tôi qua mẫu luôn nhá. Để chạy lên mã sản phẩm là mã gì ạ? V7 cách số điện thoại ạ. V7 cách số điện thoại cho em ạ, 199.000. Em qua mẫu luôn. Này chị ơi. Tiếp theo mã này là V8 cho em. Đây đây con này này, tổng cả nhà cả cửa có đúng bằng này chiếc là hết. Đấy, các chị nha, mã V8 cho em, các chị mình lên đơn này. Xinh xinh đẹp đẹp thế này luôn. Các chị ơi, mã V8 cho em. Toàn hàng Quảng Châu xịn thế này. Mã V8 cho các chị mình chốt đơn nhá. Ôi cái kiểu này yêu lắm luôn các chị ơi. Được chưa? Mã hàng kia là mã V8. Lên con này luôn là mã V8 các chị này. Kèm số điện thoại. Đây. Có cái kéo ở đây không? Ở đây. Đấy, mã V8 cho là kiểu như này các chị nhá. Ok chị ạ, mã này V8 cho em. Tinh chưa? 40 cân đến tầm 60 cân em chốt đơn. 40 đến 60 cân em chốt đơn. Các chị chọn màu vàng này, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Để chạm vàng, xanh, đỏ, trắng 4 màu cho em. Bò còn một chiếc các chị nhá. Còn bò còn một chiếc này. Chọn màu cho em ạ, thoải mái. 40 cân đến 60 cân. Lên mã V8. V8 cho em là 200.000. V8 là 200.000 ạ. Giờ không có ai chốt đơn, chị Huyền nó nghỉ rồi. Buổi tối Huyền không làm nhé chị nhá. Ngày mai đi. Ngày mai gọi nhá chị nhá. Bây giờ mình cũng mã nào cứ lên mã hàng với số điện thoại luôn cho em ở trên line của em rồi. Mã này lên cho em mã V8 ạ. V8 cộng theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Giá ngày hôm nay sẽ là 200.000 một áo. Đây chị này, về các chị cài cái khúc này vào cho em. Dòng kiểu áo kiểu ấy, phông kiểu cho em. V8 cộng số điện thoại cho em ạ, 200. Hàng các chị ơi, quá xịn đét luôn thế này luôn. Đấy chị ạ, hàng siêu đẹp luôn. Đấy các chị thình thích mặc kiểu nào cũng được. Mã hàng chỉ là V8 ạ. Giá các chị ngày hôm nay là 200 một áo. 200 một áo, lên mã này đơn cộng theo số điện thoại ạ. Trắng, đen, à không, không có đen nhá. Mã này không còn đen. Trắng, vàng ạ. Màu bò, màu xanh và tông màu đỏ đô. Thử bác màu xanh lạ đó chị này. Xanh đẹp chưa. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại trên là V8. 200.000 một cái. Hơi hơi kiểu cách một chút, giống không kiểu, không điệu ấy. Đây, kiểu như này. Là V8 cho em. Gần kiểu của laptop các chị nhá. V8 cho em ạ, 200. Chọn màu cho em thoải mái. Xanh, không có đen đâu chị Lam Nguyễn ơi. V8 nó chỉ có xanh này, vàng này, trắng,
đỏ nhá các chị nhá, xanh vàng trắng đỏ màu bò em còn đúng một chiếc này. Đấy chị ạ, vàng bò còn một cái. Chiếc ghi em còn chị Nguyễn Sao ơi. B6465 chị đợi em một tí nhá. Ê mã V8 cho em chị Trần Hằng, ok em chốt đơn hàng. Mã này mã V8 này các chị ơi. 200 một áo. Xinh ơi là xinh luôn. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho em V8 các chị nhá. Đỏ đây. Chất đẹp lắm, hàng may gì các chị ơi. Đây V8 màu đỏ đô đây ạ. V8 màu đỏ đô cũng số điện thoại cho em. Đấy mình tạo kiểu mình cài cái khuy này lên này các chị này. Cài cúc này lên cho em. Cái nó thành kiểu như này. V8 mà cộng số điện thoại cho em. Giá các chị nhé này là 200. 200 nghìn đồng. Xinh ơi là xinh luôn, hàng hơn 300. Chị Ly Cam comment lại cho em số điện thoại nhá. Chị Đào Loan chốt V61 này. V6 một xanh lá một trắng lên số điện thoại chị Đào Loan ơi. Chị Trần Hằng có này, chị Lan Nguyễn ok chốt đơn. Mã này mã V7 đúng không? V7 V8. V8 á, mã này là V8 cho em. Đây màu đỏ. Đấy, V8 màu đỏ cộng số điện thoại cho em. 249.000. À quên, 199.000. Đấy, màu đỏ chị Phương Nguyễn dồn đơn, chị Ly Ca, Trần Oanh ok này. Chị Ban Hoa chốt đơn hàng ạ. À. Đẹp lắm các chị ơi, kiểu cách đẹp xinh nhá các chị nhá. Chị đỏ đô ok chị Nguyễn Thủy này. V8 em có cả màu trắng nữa các chị ơi. Cái kiểu crop top màu trắng màu bò em còn một chiếc, chị nào có lấy thì lên luôn cho em số điện thoại ạ. À. Ô màu đen còn một cái thôi. Đây còn đúng một chiếc ạ. Màu đen còn đúng một chiếc duy nhất em còn sót lại nhá. Hàng hơn 300 thì sao các chị nốt là 199.000. Ok, lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi. Các bác nhìn cho em màu trắng này. Để chạm lên cho em màu trắng và cộng cho số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. Trắng đẹp. V8 trên màu trắng các chị nhá. V8 màu trắng kèm số điện thoại cho em 199.000. Đó. Nhận hàng nhà Loan ok lắm à. Lại đặt tuổi cứ xem là mất tiền với em Loan ạ. À. Thôi tí em lại tặng các chị một mã nữa. Em cứ được khen em sướng rồi. Chị Vũ Khuyên lên cho là kiểm tra đơn cộng số điện thoại. Chị Su Su ạ. À. Chị ơi còn đúng một cái màu đen thôi nhá. Màu bò màu đen mỗi màu em còn một chiếc thôi. Chị Hồ Phương ok. Em lấy thử các chị màu trắng luôn của nó này. Màu trắng của mã V8 luôn nhá. Trắng của V8 ạ. À. Chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. À. Chuẩn bị em bộ 6465, bộ VIP 3, VIP 4 và bộ bộ SEO luôn đi. Còn mã xinh thế này hôm nay không biết là bán kiểu gì đây các chị ơi. Đó, các chị nhìn hàng này. Siêu đẹp luôn. Lên mã lên đơn là mã này là mã gì nhỉ? V8 màu trắng nhá các chị yêu nhá. V8 màu trắng cộng số điện thoại ạ. Đơn giản mặc lên đẹp lắm các chị ơi. Đơn giản mặc lên đẹp. Shop em ở Tuyên Quang chị ơi. Chị Minh Nhật có ạ. Chị Hoàn Võ chốt đơn ạ. Chị Hoàng Thị Sử có nhá. Chị Hồ Phương có rồi. Màu nào cũng đẹp. Rồi ạ. 2m, 2m2 không có. Chị Trang, chị Trần Nguyệt ơi. Chứ đồ hòa loại như em chỉ có loại 1m6, 1m8 thôi. Chứ loại 2m chưa về nhá. À, dòng này cũng là dòng crop top ạ chị. Dòng này cũng crop top cho em. Lên mã hàng cộng theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. Đấy 200.000 một con áo hàng đẹp như này luôn. Qua mẫu là mình ơi, có ít thôi. Cái chạm mã này có ít chứ không có được nhiều ý. Em săn được sale chứ còn các chị vẫn đang mua hàng này bên ngoài hơn 300 hàng may gì nhá chị nhá. Kể cả áo len của nó này, từ áo len, áo phông. Đấy các kiểu luôn, V8 44 cân vừa luôn chị ơi. Vì dòng này kiểu là dòng áo dáng kiểu crop top ý. Chị Vũ Khuyên ok em chốt đơn hàng. Đấy các chị thích tạo kiểu các chị cài cúc ở lên cho em. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại, không thì chị em mặc cái này cũng được. Chị nào không thích thì mặc cái này cũng được. Đấy, không thích thì tạo kiểu lên ạ, cài cúc lên cho em này, cho nó xinh. Lên mã hàng cộng số điện thoại trên là mã V8 các chị ơi nhá. Giá các chị nhóm này 199. Có người chốt đơn nhưng mà chốt đơn ban ngày đi chị ơi. Chốt đơn ban ngày nhá. Em qua mẫu luôn này.
mã này cho em một con Medi nữa nhá, mã này là V9 ạ, V9 mà lên số điện thoại ạ. Mai lên trên là mã V9. Ok chưa các bác ơi ạ, V9 cho em. Cách số điện thoại trên là mình chốt đơn hàng. Hôm nay cũng crop top này, nhưng mà kiểu dòng áo kiểu các chị nhá, crop top kiểu cho em. Lên đơn hàng là V9 và cộng cho số điện thoại cho là mình chốt đơn. Ôi con này xinh nhờ. V9 cho em ạ, 40 tầm 60 cân những chị yêu nhá. Dáng crop top dáng ngắn đấy các chị nhá. Em nó có màu hồng này, màu cam này, màu trắng này, màu vàng này, màu đen này và tông màu xanh. Đấy, hầu em mặc trên người ấy. Mã này cũng 200. Mã hàng lên đơn thì là mã V9. V9 cho em ạ, 200.000. V9 200. À, chị Bích Chu ok, chị Nguyễn Hương lên số điện thoại, chị Nga Nguyễn ok. Cái gì muốn mua? Chốt luôn con này chị ơi, hàng này bên ngoài giá cao lắm. Đấy chị ạ, mã này là V9 nhá. Chân váy em mặc có chị ơi, chân váy mặc là 195.000, chân váy xòe 195, còn mã này các chị ơi là mã V9 ạ. V9 kèm theo số điện thoại cho nên là các chị mình chốt đơn. Mã này cho là 200. Con này là 200. Đấy. Mã V9 là 200.000. Từ dưới 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn là V9. Các chị nhìn trên màu xanh này, xanh của nó kiểu màu xanh dương ấy, màu xanh dương. Kiểu xanh coban ấy. Đấy kiểu này các chị mặc với lại quần legging này, quần short này, và chân váy. Nói chung là rất là dễ mix đồ, duy những cái dòng crop top này cho em mã V9 nhá. Áo đá 65 cân, chị đang hỏi mã nào chị Lê Tám ơi. Chân váy như em mặc á chị Hoa có may comment em chân váy xòe nhá. Quần Becky á. Quần Becky có mấy mã mà mình ơi. Chị Liên Nguyễn ok chốt đơn hàng, mã V9 các chị ơi. Chị Nguyễn Hương ạ, chị Minh Nhật có này. Chất này là chất chất zip, nhưng mà chất hàng này của nó hàng Quảng Châu rồi, chất nó đẹp lắm. Nó không bị nóng chị ơi, chất này không bị nóng. Đây trắng đây ạ, trắng có hàng ấy. Trắng có 2 chiếc. Trắng có 2-3 chiếc ạ, V9 cho em. Cộng số điện thoại ạ, 200 một áo. 200.000 đồng một áo mã V9 ạ. À, chị Sương Lương ok, áo em mặc là 200.000, chị Phạm Sao đấy, đây có cả màu cam, màu cam, màu cam có mỗi một cái à? Đâu, một cái hàng V9 để chỗ nào đấy? Màu cam còn 3, hồng còn. Mỗi mã em còn 3-4 chiếc ạ. Để chạm mỗi mã có 3-4 chiếc các chị nhá. Lên mã hàng kia là V9 ạ. Ở chân váy xòe chị Trần Thị Hằng ạ. Chị Hoa cỏ may chốt đơn hàng ạ. Chuẩn mã hàng cộng số điện thoại cho em mã V9 nhá. Tôi qua mẫu luôn đi. Tua nhanh những cái mã này. À, quần vải em có chị ơi, quần vải có. Mã này là mã V9 cho em. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 200.000 một áo. 200.000 đồng ạ. Tiếp theo áo phông này các chị này. À không, chữ SA thì đây, SA đi. Đây, tiếp theo mã này cho em. Lại tiếp theo các chị một cái phông, phông hàng hãng nữa các chị nhá. Để chạm phông hãng nữa luôn, mã V10. Mã này các chị có phải là mã V10 cộng số điện thoại cho em ạ. Đủ size từ M đến 2XL ạ. V10 đủ size từ size M đến size 2XL. Các chị lên đơn hàng cho em. Đến 68 cân. Ok chưa, đến 68 cân đổ với em chốt đơn. Các chị comment mã này là mã V10 cộng cho số điện thoại các chị nhá. V10 cộng số điện thoại cho em. Em mặc thử các chị xem cái màu nâu tây của nó luôn này. Đẹp ơi là đẹp luôn ý. Để chị hàng đẹp ơi là đẹp. Hàng của hàng phông của Asana cho em. Rất là xinh luôn, Asana. Lên đơn hàng cho là mã V10 chị yêu nhá. V10 cộng số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Xinh lắm luôn. Con chút đơn các chị đến 68 cân. Từ M đến 2XL ạ. M đến 2XL cho em 40 cân đến 68 cân đủ với chút đơn hàng ạ. Lên mã lên đơn cho em là V10 ạ. 115.000 đồng một áo. Em tặng kỷ niệm các chị trên like nhé. Em là 115.000. Hàng phông toàn bộ sông siêu, siêu VIP luôn. Đấy chạy, toàn bộ phông siêu VIP luôn ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Từ size M đến size 2XL các chị nhá. Màu đỏ các chị này, màu đỏ này. Màu nâu tây cho em này. Màu này là màu xanh, em gọi là màu xanh lam các chị nhá. Màu xanh lam này. Xanh lam, màu đen, màu trắng nữa. Tất cả là em có 5 màu các chị nhá. 5 màu cho em. Lên mã sản phẩm là mã V10 cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn nào. 115.000 một áo ạ. 115.000 đồng.
chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Em ơi cái màu này xinh ơi là xinh luôn ý. V10 cộng số điện thoại cho em 115.000. Các chị nhìn cho em cái màu xanh lam này các chị này. Xanh lam này, màu đen này, màu trắng, màu nâu, màu đỏ. Tất cả em có 5 màu các chị mình luôn. Huyền ơi, SA thiếu vàng, thiếu xanh lá. Lấy hàng của gì đây? Có cả vàng với xanh lá đây này. Đây các chị ơi, có cả màu vàng, màu xanh lá nữa. Mã này các chị comment là mã V10 chị nhé. V10 kèm số điện thoại ạ. Chọn màu chọn size. Để chạm mình chọn màu chọn size thoải mái cho em. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại là mã V10 các chị nhé. Yêu ơi các chị màu xanh lá này. Được chưa ạ? Màu xanh lá cho em. Ô sao lấy size to vậy? Đủ size số đấy. Đủ size số. Tôi cứ lấy cho dơ các chị xem màu nhé. Em cứ dơ các chị mình xem màu luôn. Đủ size số các chị thì 68 cân nhé. Để đủ size thì 68 cân. Lên mã hàng cho em là V10 cộng số điện thoại ạ. Chọn màu cho em thoải mái. Chọn màu chọn size vừa. Chị Hoa có may, chị Nguyễn Oanh ok. Chị ơi ngày mai chị gọi đi. Giờ này các bạn nhân viên em các bạn ấy nghỉ chốt đơn buổi tối rồi. Chỉ có 1-2 bạn ấy, bạn ấy tăng ca thôi. Thì các bạn ấy không thể nào mà nghe máy liên tục được. Ngày mai mình gọi hộ em nhá, chị Tròn Nguyễn nhá. Ngày mai gọi hộ em với. Chị Linh Nguyễn ok này, Phạm Hồng Chiêm chốt đơn à. Chị ơi cho em xin ngụm nước kia với. Mã V10 đợi em tí lên bộ VIP luôn. Vàng này, vàng của em là vàng đậm các chị nhé. Màu vàng đậm cho em. Mã hàng nó đẹp như thế này luôn. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại. Cái màu vàng bên ngoài vàng đậm đẹp thế mà sao trên line màu nó bị sáng các chị ơi. Trên line màu nó bị sáng hơn. Mã hàng chưa là V10 chị nhé. Chất đẹp lắm. Về nhận hàng bóc hàng kiểm tra 115.000 một cái thôi. Em tặng các chị 115.000. Còn legging thì em lên sau. Tiếp ai đứng ra dơ màu em cái. Để em thay bộ quần áo. Chọn màu chọn size vừa cho em. V10 màu vàng các chị này. V10 màu vàng. V10 cho em màu đỏ. Đó, V10 màu đỏ này. V10 màu đen. V10 màu xanh lá này. Đó, V10 cho em màu xanh lam. Và V10 cho em màu nâu cũng số điện thoại. Chọn màu chọn size vừa, màu trắng nữa này. Cả màu trắng nữa luôn cho em nhé. 115.000 một áo. 115.000 các chị chọn màu chọn size vừa cho em mã hàng V10 ạ. Chị Oanh Nguyễn ok, chị Nguyễn Lan ok, chốt đơn hàng dồn đơn này. Các bạn comment chuẩn mã hàng giúp em với nhá. Mình ưng mã nào mình chốt đúng theo mã hàng của em với. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại trên mã V10 đủ size từ size M đến XL, đến 68 cân. Đến 68 cân đổ về em chốt đơn. V10 cộng số điện thoại ạ. Bộ lựa à? Đơn tờ qua, đơn tờ qua chốt xong rồi mà chị. Rồi tiếp theo cho em qua mẫu nhá. Bộ này có nhiều hàng không? Bộ đủ size. Tôi qua mẫu luôn đi. Tôi mẫu luôn. Bán rồi, mã này bán cho vui vui thôi mà. Mã V10. Đây, tiếp theo mã này ạ. Tiếp tục giảm giá tiếp mã đồ bộ các chị nhá. Giảm giá tiếp tục một mã đồ bộ luôn. Các chị nhìn hàng VIP này. Toàn bộ mã VIP xịn các chị mình như này luôn. Được chưa ạ? Cam này, xanh này, vàng này, màu đỏ này. Cam xanh vàng đỏ này, nâu bò. Đó, cam xanh vàng đỏ nâu bò. Tất cả em nó có 5 màu luôn, đủ size các chị dưới 65 cân. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em bộ này là bộ B60 các chị nhá. B à không, ủ, có VIP 60 rồi. Lên V11. Bộ này các chị comment là bộ V11 ạ. V11 và kèm các số điện thoại cho em là các chị mình lên đơn. Xuất sắc luôn. Ôi thề luôn ạ, vượt cái bộ mà mình không hề tưởng tượng được sao mà nó đẹp như thế này luôn các chị này. Em mặc thử luôn mẫu nhé các chị nhé. Suy nghĩ chất nhá các chị, bây giờ chỉ ngắm cái kiểu dáng của nó thôi. Bây giờ các chị chỉ cần ngắm cái kiểu dáng của nó thôi. Các chị nàng này.
Được chưa? Bộ này các chị coi là bộ V bao nhiêu? V11 đúng không? V11 cộng số điện thoại cho em. Chọn màu ấy chị nhá. Màu này em gọi theo cái màu ở trên cái cổ áo ấy là màu đỏ này. Màu ấy tông màu nâu bò cho em. Tông màu nâu cho em, tất cả đều là quần đen hết ạ. Tất cả đều là quần đen hết cho em, các chị nhìn hàng này. VIP ơi là VIP luôn. Em tặng các chị 149.000 một bộ cho em. Hàng 390. Bây giờ sale các chị là 149.000 đồng. Lên mã lên đơn chuyên là bộ VIP bộ V11 nhá các chị nhá. V11 màu bò. Được chưa? V11 cho em ạ, tông màu vàng. Đó, V11 màu vàng cho em. Áo vàng quần đen này. Áo màu nào thì viền quần màu đấy. Cả bộ nhá, em tặng các chị 149.000. Ok chưa? 149.000 đồng một bộ này. Đây là màu xanh lá. Được chưa? Màu xanh lá bộ V11 cho em ạ. Áo dây đang mặc là em hết hàng chị ơi. Em màu xanh lá này. Xinh ơi là xinh luôn. Đủ size dưới 65 cân các chị nhá. Từ khoảng là 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 45 đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng là bộ V11 các chị ơi. 149.000 chị nào mới nhanh thì được. Thì cho em sell sập sàn luôn mã này ạ. Sell sốc với các chị mã này luôn. Đó, lên mã lên đơn cho là V11. Cách số điện thoại cho là mình lên đơn hàng. Đây là màu cam cho em này. Thì chạm màu cam cho em. Bộ VIP ơi là VIP luôn mà em gần xả các chị giá gọi là. Nhiều khi các chị còn ngỡ ngàng luôn mà khách sỉ đừng giật mình nhá. Khách sỉ đừng giật mình nhá. 149.000 đồng bộ này ạ, xứng đáng không ạ? Ok chưa các bác ạ, 149 cho em. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn. Siêu đẹp luôn. Chất này, toàn bộ chất u mì co dạng 4 chiều. Để chạy chất u mì co dạng 4 chiều luôn ạ. Rẻ hơn một cái áo phông. Thực sự luôn ạ, rẻ hơn một cái áo phông luôn, em tặng các chị nhá. Chị Bích Chu rồi ạ, 65 cân. Ok, chị Lan Nguyễn có 2XL màu đỏ này, dồn đơn này. Chọn luôn cho em đi các chị, không có hết. Tại vì hàng này bây giờ nếu mà hết là em không vượt được nữa thêm nữa các chị nữa đâu. Đấy, bây giờ đã xả giá các chị như này rồi ạ. Em không về hàng được thêm các chị nhá. Đấy, sẽ không về được hàng thêm đâu. Mình cứ chọn màu chọn size cho em. Chọn màu chọn size cho em ạ. Vàng đỏ này, xanh lá này, màu cam, màu nâu. Vàng đỏ, xanh lá, cam nâu. Tất cả là có 5 màu các chị nhá. 149 một bộ ạ. 150 một bộ, trời ơi. Hàng trước là hàng 390. Bây giờ xem các chị là 149.000 đồng. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại. Đây cái nó họa tiết ở logo theo các chị nhá. Hàng theo cho em. Đây màu vàng các chị này, 149 cho em ạ. Nay nhận được bộ tin lỡ rồi đẹp nhức nách. Em cảm ơn chị Yến Nguyễn. À hôm nay tròn lỡ em về thêm rồi đấy. Nhiều mã bộ lắm mà bây giờ được rẻ lắm các chị ạ. Bây giờ được rẻ nhá. Chị sao mà ok, em không biết là ngoại trường người ta bán các chị bao tiền, nhưng mà em chỉ biết là đưa các chị được giá tốt nhất. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Ok chị ạ, nhận hàng bốc hàng kiểm tra thoải mái. Đây là em mặc cái bộ này là bộ màu đỏ, trên là quần nó màu đỏ. Còn đây là áo vàng thì quần viền vàng cho em. Được chưa? Cái áo màu nào viền quần màu đó, đưa theo cái tông màu của bộ luôn ý. Mã hàng là bộ V11 các chị nhá. V11 cho em. Các chị nhận hàng em đảm bảo các chị không hề thất vọng một tí nào luôn. Riêng đồ bộ của nhà Loan bán chuẩn hàng hãng, các bác mình nhận hàng cho sướng. Đấy. Giờ như nào ấy, em đưa các chị như nào ạ? Về nhận hàng kiểm tra đúng như thế các chị mình lấy. Ok không ạ? Comment là bộ V11 nhá. Đây màu xanh lá cho em này. Cứ áo màu nào vì một em mặc nguyên cho các chị xem cái màu áo. Còn quần thì như nhau hết, rồi khác nhau cái viền nó. Cứ áo màu nào thì viền quần màu đi theo cái màu áo luôn. Áo màu xanh thì viền quần màu xanh, áo đỏ viền quần đỏ. Cứ như thế cho em mà triển á. 149.000 đồng cho các bác mình luôn. Xuống đời không ạ? Em bảo rồi ấy, đến nhà em các chị cứ gọi là sốc luôn, tại vì cái giá cả của nó hàng đẹp là thứ nhất, nhưng mà cái giá của nó quan trọng là cái giá cả nó cũng rẻ hợp lý. Thế chứ ạ, hợp lý luôn. Rồi B11 ạ. Áo nam có mấy cái gì ạ? Áo nam có màu này không á? Áo nam có màu này không là sao hả chị? Chị Hòa Ngô, chị Thảo Đinh, em chuyên đồ nữ mà chị. Em chuyên đồ nữ. Đây là bộ bộ V11 chị nhá. Chị Vân Phùng lên số điện thoại ạ. Mã V11 cho em ạ, 149. 149.000, trời ơi, không mua cũng phải mua. Nhiều chị cứ bảo là thôi ạ, hôm nay chỉ vào xem đâu bán thôi chứ không mua cái gì. Nhưng mà cứ một lúc lại nghe gọi là lại nhìn thấy đẹp quá là lại phải mua. Và chị bảo là cứ vào xem like của em Loan là lại mất tiền. Cứ vào xem like là mất tiền. Tại vì nó đẹp quá không thể cưỡng lại được. Tại vì so với cái giá trước các chị được mua rẻ hơn ạ, 50%. Được mua rẻ hơn 50% luôn. Đấy, bây giờ có 150 một bộ thôi, 150 một bộ thôi. Em giảm giá nốt các bác nhá. 150.000, lên mã lên đơn chuyên là bộ V11 ạ, kèm số điện thoại ạ. 150.000 một bộ cho em. 150.000 149 cho em. Thì cho các chị gọi là
Mã hàng đẹp xuất sắc luôn đấy chị Lan. Anh Phạm rồi ok, chốt đơn Lan anh Phan nhá. À, rồi tiếp theo lên bộ VIP nhá các chị nhá. Lên tiếp bộ VIP 300 đi. Cam này. Màu nào cũng xinh luôn, chất liệu của nó cứ gọi là nó đẹp, nó xuất sắc luôn như này. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại ạ. Đó màu cam, cái này chữ thêu cho em nhé các chị nhá, chữ thêu. 150 bộ bán gọi là bán giao lưu các chị mình. Nhận bộ lụa đẹp lắm, cảm ơn chị. Lỡ cổ tim rồi em một chút chị ơi. Bộ này các chị có phải là bộ V11 nhá. V11 và kèm cho số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Đây màu vàng ạ, V11 cho em màu vàng này. V11 cho em màu cam. V11 cho em màu đỏ ạ. Xanh lá em mặc và tông màu màu bò cho em. Đấy, tất cả có 5 màu ấy chị nhá. V11 cộng số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Chọn màu chọn size vừa, mình chọn màu mình chọn size vừa cho em đem màu bò này. Đấy, rẻ hơn một cái áo phông. Mà đồ bộ nhà em bây giờ các chị mua rẻ hơn một cái áo phông luôn. Lên mã sản phẩm là V11 cách số điện thoại cho em. Bộ ngắn á. Hai bộ A004 chị Thúy Kiều cho em số điện thoại chị ơi. Comment số điện thoại cho em. Tiếp theo lên bộ VIP nha các chị nhá. Bác nào thích bộ VIP ạ, thả tim cho em luôn các chị ơi. Lên bộ VIP 3 luôn các chị này. VIP 3 cộng số điện thoại. Hôm nay lại về thêm rồi. Ngày nào cũng về bù hàng. Ơ, cái này về cái cặp chun nó lại kiểu này à. Đây này. Cái này về chun lại kiểu này. Đấy các chị nhá. Ok chưa ạ? Dở cho em xem cái mã bộ kia xem cặp chun của nó có như này không? Không biết rồi nhưng mà hôm nay thử về xem lại các mẫu xem nào, xem lại các màu bộ xem nào. Không thì nhìn lại xem nó có phải là nguyên bộ này hay là bộ kia nữa. Bộ ngắn em có tính là bộ ngắn sau nhá. Cặp đen này à? Thì có thể là lô này nó về nó cặp đen này các chị này. Lô này về nó lại cặp đen như này. Lô trước thì về của nó là cặp họa tiết nhá các chị nhá. Thì các chị em mình được cái cặp nào thì hoan hỉ cặp đấy cho em. Còn cái áo như nhau hết, thì khác nhau mỗi cái cặp viền của quần thôi. Đấy chứ ạ, cái cặp viền của quần thì nó cái này nó không quan trọng. Đó, lên mã VIP 3 cho em. Nếu chị cái cặp của VIP 3, cái mã trước của chị đấy. Đây bộ VIP 3 đi ạ, bác nào chưa chốt được hôm nay nhanh tay nhá. Chắc là đợt này em đặt là lô cuối thôi, cái bộ này em bán nhiều quá rồi. Đấy bộ này bán nhiều quá các chị nhìn nào này. Bộ này các chị ơi là bộ VIP 3 cho em. VIP 3 cộng số điện thoại thì em bảo là cái quần của nó có thể là cặp nó sẽ là cặp kẻ ô như này cho em. Đấy cặp kẻ ô có thể là cặp kẻ ô hoặc là cặp đen như này các chị này. Nếu có hai cặp thì bị lật về được trước đợt sau. Về lô trước lô sau ấy, lô trước thì nó về hình như này, còn lô sau thì về của nó là cặp đen. Để bác nào chốt bộ VIP 3 các chị lên đơn hàng nhá. VIP 3 kèm số điện thoại là từ size S đến size 2XL ạ. 43 cân đến 68 cân đổ về em chốt đơn. 43 cân đến 68 cân các chị có phải là VIP 3 cho em ạ. Bộ này là 300. Bộ này là 300.000. Đó, lên mã lên đơn và kèm số điện thoại cho các chị mình chốt đơn hàng. Chất ung mì cốt tông cho em co dạng 4 chiều. Đấy, hôm nay lô cuối chị nhá. Lô cuối về các chị chốt luôn cho em. Đủ size số luôn. Đấy, vết nốt chuyến này ạ là hết hàng không còn ạ. Không còn luôn. Em về nốt luôn này lâu cuối tại vì em bán nhiều quá rồi. Thì các chị cũng gọi là chốt xương xương rồi. Đấy, chốt gọi là khách hàng em gần như là chị nào cũng đã mua bộ này rồi ý. Thì bác nào chưa chốt thì ngày hôm nay nhanh tay cho em nhé. Bộ VIP 3 kèm số điện thoại cho em ạ. Giá các chị ngày hôm nay là 300. Đấy, chất liệu nó gọi là nó vẫn đẹp xuất sắc như thế luôn. Tại vì em đã chọn hàng các chị mình rồi. Đấy, không phải lo nghĩ về chất nữa. Chỉ cần là ưng mã nào thì mình chốt mã đấy thôi. Con này lên form dáng đẹp bộ VIP 3 cho em nhé. 300 nghìn một bộ cho em ạ. 300 một bộ ạ, à. Lên mã lên đơn cho em là bộ VIP 3 còn kèm số điện thoại ạ. VIP 3 kèm số điện thoại cho em là 300.000 đồng các chị yêu.
đẹp lắm. Bộ này nhà em bán của nó không biết là mấy nghìn bộ rồi. Một mã nha các chị nhá. Mấy nghìn bộ mã rồi. Bây giờ là chắc là cũng gọi là nốt cho nó hết hàng thôi, là nghỉ đã chuyển sang mã khác thôi. VIP 3 cho em ạ, 300.000. Chọn size vừa nhá. VIP 4 có tím lên sau, bây giờ lên VIP 3 trước. Nắng dài màu than 2X mà. Cái gì chị ơi? Nắng dài màu than 2X mà lúc nào cũng báo hết hàng với em. Hết thì em bảo hết chứ bây giờ còn em bảo hết hàng à chị? Nó không về được hàng em chẳng báo hết hàng chị ơi. Khổ lắm ngơ, khách quen thì em mua hàng bao nhiêu lâu rồi. Nhà em hết hàng em phải báo hết hàng chứ bây giờ cứ nhận đơn của khách lấy đâu ra hàng mà trả. Áo nắng nhà em có về được size 2X ở đâu? Bây giờ về giá nó cao hơn em bán ra thì em về làm gì nữa chị? Áo nắng nha em bán ra cho các chị giá thì người ta nhập vào giá cao hơn. Bây giờ em nhập vào giá cao thì tội gì em phải nhập nữa. Bán các chị đã mua gần đủ rồi. Chị nào cũng mua gần như là chị nào cũng mua hàng này rồi. Đó. Bộ này hôm nay về chuyến cuối chị nhá. Mã hàng chị là VIP 3 cho em ạ, 300. Bác nào chốt lên đơn nhá. Chị Hương Giang ạ, chị Ly Nguyễn ok chốt đơn hàng. Nhớ ạ, comment đúng mã hàng giúp em với. Bác nào chưa đặt được bộ này lên luôn cho em bộ VIP 3. Chị Nguyễn ngấm lên số điện thoại. VIP 3 là chất u mì cốt tông cho em. Co giặt 4 chiều giặt không bị cắn chỉ. Chị nào nhận được bộ này cho em xin một cái lời nhận xét với. Để cho em xin một cái feedback với bộ VIP 3 cho em. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 300.000. Các chị đang mua ngoài hơn 500 bộ này. Để chị ạ, đảm bảo luôn. Tròn lỡ 45 cân hôm nay vừa về hàng. Chị hỏi đúng lúc quá chị Hồng Dương ạ. Em vừa đặt thêm hàng đấy. Đây các chị này, nó có thể là bộ VIP 3, có thể là cặp này nhá, cặp ô vuông này, hoặc là có thể là cặp đen cho em. Có thể là cặp đen và cặp ô vuông cho em ạ. Lên chuẩn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Như nào em? Nắng ngắn em có. Mã hàng VIP 3 cho em các chị nhá. 300.000 bộ. 300.000 bộ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Xinh ơi là xinh luôn cái mã này. Đợi em một chút nhá, em cho các chị xem bộ VIP 4 luôn để em lấy mã ra đã. Nay nhận được áo đá rồi sốc đẹp đã cưới. Thanh Nhiệt Thanh lên số điện thoại chị ơi. Comment luôn hô hết. Em không phải, có chị bảo là mày cứ dọa chị. Lúc nào cũng bảo hết hàng rồi nhưng mà thực sự luôn là cứ về thế nào hết thì đấy. Chứ không phải em nói là các chị bảo là chốt nhanh không hết. Có nhiều chị em nợ đơn có nghĩa là các chị đợi đến gần một tuần mà các chị vẫn cứ đợi. Bảo thứ lúc nào có hàng là mày gửi cho chị thôi ạ. Thôi lúc nào mày có hàng mày gửi cho chị chứ không phải gọi nữa. Chị đặt tiền đây luôn, mày thích chị chuyển tiền luôn. Rồi là lúc nào có hàng mày gửi cho chị. Rồi em bảo thôi lúc nào có thì em lên like các chị chốt sau. Chứ bây giờ em không dám nhận đơn ấy. Để biết bao giờ có hàng về đâu. Bây giờ đặt chất hàng, đặt hàng vớ bẩn thì em không dám. Đấy. Bây giờ để mà những cái mẫu này mình đặt hàng rẻ hơn thì chắc chắn là có. Nhưng mà em nói chung là em không làm theo kiểu như thế. Có hàng thì bán, mà nếu mà hết vải thì mình đợi hàng. Mình đợi vải về để mình bán ấy. Rồi tiếp theo có mẫu luôn nhá. Bộ Quảng Châu quần lỡ à. Rồi tiếp lên sau nhá. Tiếp bộ VIP 4 luôn nhá. Chị VIP 4 của nó sẽ là tay lưới. Còn VIP 3 nó sẽ là tay không lưới cho em. Đây là bộ VIP 3 các chị chọn màu ạ. À quên, chọn size vừa. Chọn size vừa cho em ạ. VIP 3 kèm số điện thoại siêu đẹp luôn. Mà chất nó mát lắm các chị ạ. Em qua mẫu luôn nhá. Đây bộ này là bộ ở VIP 4 ạ. Các chị hình như vẫn chưa chán cái bộ VIP 4 này sao ấy. Tại vì like nào em lên bộ này các chị cũng chốt nhiều. Đấy, like nào em lên bộ này các chị cũng chốt nhiều. Các chị comment bộ này trên là bộ VIP 4 các chị ơi nhá. VIP 4 cộng số điện thoại cho em. Tay này của nó là tay lưới. Để chạm theo toàn bộ họa tiết này theo cho em nhé. Họa tiết theo này, từ cái đường ạ, đường viền quần này cho đến chữ này cho em ạ, toàn bộ chữ theo cho em. Lên mã lên đơn là bộ VIP 4 cho em ạ, 300. Có đến size 68 cân các chị ơi nhá. Từ size 43 cân đến 68 cân đổ về. Lên mã lên đơn là VIP 4 cộng số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Bộ này là 300, VIP 3 300, VIP 4 cũng 300.000. Dưới 68 cân em chốt đơn hàng ạ. Ok, chị ạ, dưới 68 cân là em chốt đơn hàng. Mã hàng cho là VIP 4 các chị ơi. Comment chuẩn mã cho em là mình chốt đơn nhá.
Đã được bộ nào đâu mà chán em. Trời ơi, lên số điện thoại luôn đi chị. Về không đủ cho khách hàng luôn. Chị Hạnh Mỹ rồi, chị Hoạt Đỗ Ok, giày dép Hòa Bình chốt đơn ạ. Comment đúng mã cho em nhé, không đọc hết tên các chị đâu ạ. Các chị cứ lên mã hàng cộng số điện thoại cho em là nhân viên em sẽ gọi chốt đơn cho các chị ạ. Chị Phạm Thị Tuyết ok. Đây ạ, tay lưới cho em này, con này nó xinh lắm. Mà trông cái form dáng lên đẹp và chị nào bụng to nhá. Em thấy luôn mặc gọn người lắm. Cái cặp chun nó cặp to cho em này. Ven bụng cực tốt luôn. Các chị nhìn lên form này. Xinh ơi là xinh luôn, bộ VIP 4 các chị ơi, VIP 4 cho em. Và áo bo gấu nhá các chị nhá. Áo bo gấu và quần này nó sẽ không bo gấu cho em, quần dáng ôm. Co giãn thoải mái, giặt không bị cắn chỉ luôn. Đấy siêu đẹp luôn ạ, bộ VIP 4 cho em ạ, 300.000. VIP 4 300.000. Các chị cứ lấy một bộ VIP 3, bộ VIP 4 đi mà. Lấy luôn cả hai bộ luôn, để mã này xinh lắm. Em bán nhiều lắm rồi mà khách hàng lại chưa chị nào chê được chất này luôn. Được chưa? Chưa chị nào chê được cái chất này luôn ý. Chị đi toàn rồi ok. Rồi đợi VIP 4 lâu lắm mà chưa thấy. Chị Đặng Đào ơi, comment của em là kiểm tra đơn và kèm số điện thoại nhá. Rồi ok ok. Các bạn em qua mẫu luôn này, lên bộ tròn lỡ nhá. Đấy chị ạ, hôm nay rất là nhiều chị hỏi bộ tròn lỡ đây ạ. Hôm nay em về được đủ size số rồi ạ. Em về bù đủ size. Về bù đủ size số từ size M đến XL. ML, XL 3 size cho em. Đây là bộ tròn lỡ ạ. Bộ tròn lỡ và kèm theo số điện thoại ạ. Về đủ size số cho các bác nhà mình từ 40 cân đến 62, 63 cân. 40 cân đến 62, 63 cân đổ về em chốt đơn. Các chị comment mã sản phẩm là bộ tròn lỡ và kèm số điện thoại ạ. Là các chị yêu mình lên đơn à. Em thử màu ghi trước các chị nhé. Lỡ về vừa đủ sai số rồi. Chị là còn chỗ nào nữa mà bê chỗ rộng gì? Cũng để chỗ đấy thôi. Biết nó đó còn lỡ là bọn nó biết mà. Ừ, cứ bảo bê chỗ rộng nam đi nam nó cũng không rộng. Sẽ ra bể. Thế chứ là lại phải mất một rồi nữa. Ừ, mấy nữa chẳng biết được cái này là gì. Ngày mai là 27 âm à? Dương à? Dương âm như nhau. Ba ư âm bằng dương. Âm dương. Chứ mai chị đi chợ âm được hả? Hai mấy đẹp này. Đây bộ tròn lỡ đủ màu đủ size. Nay có chị nào bảo là chị chốt bộ tròn lỡ nhưng mà thế bảo em hết size đúng không? Hôm nay nhìn em về đủ size rồi đấy ạ. Đây các chị lên đơn. Hả? Đẹp thế các chị ơi. Bộ này các chị coi là bộ tròn lỡ cho em nhé. Size đến 63 cân. Được chưa? Size các chị từ 43 đến 63 cân đổ về. Các chị coi là bộ tròn lỡ kèm theo màu với số điện thoại cho em. Được chưa? Bộ tròn lỡ kèm màu kèm số điện thoại các chị này. Bộ này là bộ cổ tròn và quần lỡ. Em gọi tắt là bộ tròn lỡ các chị nhé. Tròn lỡ kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn. Em mặc màu ghi này. Tông màu này tông màu nâu nhạt ạ. Màu này em gọi là màu nâu nhạt các chị nhé. Nâu nhạt này. Đó, màu nâu nhạt cho em. Đây là tông màu nâu đậm ạ. Màu nâu đậm này. Màu đen. Được chưa ạ? Màu đen. Màu này màu cổ vịt cho em nhé. Màu xanh cổ vịt này. Và tông màu xanh than. Và tông màu xanh than tất cả là có 3, 5, 6 màu. 6 màu cho em ạ. 259.000 đồng một bộ ạ. Ok chị ạ, 259.000 đồng một bộ. Các chị lên đơn hàng cho em là bộ tròn lỡ và kèm số điện thoại ạ. Ủa các chị cứ VIP 4 thế này chết em rồi. Chị Loan Lê ạ, Nguyễn Khuê lên số điện thoại chị ơi. Chị Trang Vũ rồi ok chốt đơn. Bộ này là bộ tròn lỡ 260 chị nhá, 260.000. Bộ này là 260. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đấy, bộ VIP ơi là VIP luôn. Các chị nhìn chun của nó này. Siêu đẹp luôn các chị nhé. Bộ tròn lỡ cho em ạ, 260.000. Chọn màu chọn size vừa cho em. Đấy chị ạ, chọn màu chọn size vừa. Chị Hồng Dương, chị Đỗ Hoa. Hôm nay về đủ size số luôn chị nhá. Chứ không phải là em nợ đơn của khách nữa đâu. Em sợ nhất là nợ đơn hàng của khách luôn. Nhưng hôm nay về bù được size rồi. Về được từ size M đến XL. ML, XL 40 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân đến 63 cân đổ về chốt đơn hàng. Chứ là bộ tròn lỡ các chị nhìn hàng này. Xinh ơi là xinh luôn, chất liệu co giãn 4 chiều. Chất liệu u mì co giãn 4 chiều, thử các chị màu nâu luôn nhé. Đây màu nâu. Màu nào cũng đẹp, em bảo rồi cái bảng màu này chưa màu nào gọi là làm các chị thất vọng luôn. Đấy, đủ màu luôn các chị nhìn hàng nhé. Bộ tròn lỡ cho em ạ, chọn màu chọn size vừa. Thank you.
Ôi chị ơi, cái bộ này lấy size L cho em. Đây này. Đây là màu nâu các chị nhá, màu nâu cho em. Đây bộ tròn lỡ màu nâu, cái hình này hình theo chị nhá. Hình theo cho em. Bộ tròn lỡ màu nâu đậm ạ, nâu đậm kèm số điện thoại cho em. Bộ này là 260 ạ. Nhớ gọi chốt đơn cho em nhé, mình cứ nghe máy cho em là nhân viên em cứ gọi hết. Bộ màu đen 57 cân chị comment hộ em mã hàng đi chị nhá. Chị Oanh Hoàng chốt đơn hàng ạ. Ồ ồ các chị ơi, các chị comment VIP 4 này chết dở em rồi. Ôi bộ tròn lỡ, chị ơi comment bộ tròn lỡ đi. Nhà em đang nợ đơn của khách bộ này rất là nhiều luôn ấy. Hôm nay bác nào em về được đủ màu đủ size các chị lên đơn luôn nhá. Đây bộ tròn lỡ 260 của chị này. Chất đẹp lắm, bộ này cũng bộ Quảng Châu cho em. Bộ này cũng hàng Quảng Châu cho em, siêu xinh luôn. Đấy, VIP 3 ok chị Quân Nguyễn này, chị Oanh Trần chốt đơn ạ, chị Oanh Hoàng có đơn hàng này. Màu nào cũng xinh luôn. Cái bảng màu của nó này, nâu à màu ghi này, ghi đậm cho em nhá. Màu ghi đậm này. Đấy chị, màu xanh than. Lên mã hàng mà kèm ra số điện thoại cho các chị mình chốt đơn. Đây là màu xanh này, là xanh xanh cổ vịt ạ. Xanh cổ vịt hôm nay có ít lắm các chị nhá. Cổ vịt hôm nay là không về được nhiều luôn ạ. Đây là màu nâu sáng. Nâu sáng, nâu đậm. Ok chị ạ, nâu sáng, nâu đậm ạ. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho là các chị mình có đơn. Xinh ơi là xinh luôn. Đấy, các chị nhìn chất của nó này, mướt mượt mượt luôn nhá. Nhận hàng kiểm tra chất cho em. Đó, nhận hàng kiểm tra chất lượng quần Q1 em còn chị Bích Thanh ơi. Đây mình chọn màu chọn size qua mẫu luôn này. À, lên hộ em quần Q1 chị Hoa ơi. Thế bây giờ nhá, em bảo này. Bây giờ chỉ có tổng hợp thôi đúng không? Rồi, nó cùng cái mã hàng của nhau hết mà. Rồi ok. Thực ra là cái mã, những cái mã sau là đắt hơn đấy. Những cái mã sau đắt hơn, nhưng bây giờ là bây giờ em cho các chị tổng hợp hết luôn. Đấy, những cái mã hàng mọi khi em hay bán ấy, bây giờ em dồn luôn mã quần Q1 nhá. Tại vì form giá nó như quần Q1 luôn. Nó cùng mẫu mã với nhau, nhưng mà hôm vừa rồi là nó về đủ size, đủ mã ấy. Cho nên em sẽ chia ra rồi, ra chia ra. Nhưng bây giờ là em bán là gần hết rồi. Bây giờ tổng hợp lại luôn là mã quần Q1 cho em. Các chị mình ạ, à, được 2 quần 2 hình khác nhau, 3 quần 3 hình, 4 quần 4 hình. Này em có tổng khoảng là, nếu mà riêng mã quần Q1 em có tổng khoảng là 15 hình khác nhau cơ. Tổng khoảng 15 hình khác nhau. Lên mã lên đơn cho em là Q1 kèm số điện thoại ạ. Q1 kèm số điện thoại cho em ạ, chọn size vừa cho em. Các chị nhắc mình chọn size vừa cho em ạ. Lên đơn hàm cộng theo số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. Xinh lắm các chị ơi, quần này nha em bán gọi là số lượng khủng luôn ý. Số lượng cực nhiều luôn. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em và các chị mình có đem thử các chị xem nhá. Bây giờ là dồn luôn mã quần Q1 luôn, tất cả các kiểu luôn đúng không ạ? Đấy, chọn size vừa, cứ từ 45 đến 65 cân là mình chốt đơn. 45 cân đến 65 cân là mình chốt đơn hàng cho em mã này ạ. Xe bao nhiêu? 19. Ok không? Nhưng mà rẻ quá. Cứ bán theo cái dạng đấy. Hả? Không, cho tổng hợp hết các mẫu nhá. Nếu mà bây giờ tổng hợp với các mẫu thì được rẻ hơn một tí nhá. Được. Rồi ok. Bây giờ nếu mà tổng hợp được hết như thế này thì giá nó rẻ hơn một chút. Tại vì nó không còn nhiều ấy. Các chị coi là quần Q1 cho em. Q1 cộng số điện thoại ạ. Nói chung là chọn size vừa. Cạp em gửi hình ngẫu nhiên nhá. Cứ 2 quần 2 hình, 3 quần 3 hình, 4 quần 4 hình khác nhau. Q1 kèm số điện thoại ạ. 119.000 một quần. Ok chị ạ, 119.000 đồng một quần ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại ạ. Từ 45 cân đến 65 cân dáng bag ghi cho em các chị nhá. Kiểu dáng bag ghi cho em này. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho nên là các chị mình có đơn ạ. Đâu các kiểu đó chị. Có nhiều kiểu lắm luôn. Một 19 các chị nhá, 119 đồng mã quần Q1 các chị mình lấy kèm đơn hàng luôn cho em. Đấy, nó nhiều kiểu lắm. Ok chị, nhiều kiểu lắm. Mã hàng cộng số điện thoại cho là Q1 các chị này. 119.000 một quần. Ok chưa ạ? Có dạng 4 chiều. Hàng cao cấp cho các chị vẫn đang mua bên ngoài 250. 250 50.000 ạ, em tặng các chị ngày hôm nay 119.000. Đó, chuẩn mã cho em các chị nhá. Chuẩn mã hàng kèm theo số điện thoại cho nên các chị mình có đơn ạ. 119.000 đồng ạ. Co giãn 4 chiều mà không bị cắn chỉ. Em bán tương tác mã này thôi ạ. Em bán tương tác ạ. Chị Vương Hưng rồi. Màu nâu nhạt comment đúng mã cho em với chị Hạnh Quý rồi ạ. Chị Hoàng Dung chốt đơn hàng. Quần Q1 cho là 119 các chị nhá. 119.000 một quần cho em. Quần này là quần quốc dân thì em bán cả đông đến hè, từ đông sang hè luôn.
bán hàng mấy năm nay rồi ạ, chuyên một mã quần này các chị, kiểu dáng bestie. Tiếp theo mã này là đám 18. Ok chị ạ, đá gì ạ? Đá 18 cộng số điện thoại ạ. Đó là đá kẻ này các chị này. Là mã đá 18 cho em. À, các chị nhá, mẫu này em có nguyên size M. Đúng không? Mã đá 18 em có nguyên size M đó. Còn quần quy 1 các chị cứ lấy hai cái, hai hình khác nhau. Em bảo thật luôn, tại vì hình nào cũng đẹp luôn. Tại vì tất cả các hình này em bán lại chưa có mẫu nào mà em gọi là mẫu gọi là ở mẫu này bị ế hay như nào cả. Tại vì em chọn hình hết cho các chị rồi. Để chị ạ, chọn hình hết cho các chị mình rồi. Lên mã lên đơn cho em là quần quy 1 cộng số điện thoại cho em 119.000 một quần. Đấy. Áo này em còn nguyên size M đấy. Áo này 195.000. Áo à, đá 18 các chị nhắc. Đá 18 cho em 195.000. Đá 81 hay đá 18 nhỉ? Đá 18 đúng không? Đá 18 là 195.000. Size số các chị mình dưới tầm khoảng 57, 58, 57 cân đổ về. Size M thoải mái tầm 57 cân đổ về của áo cho em. Quần các chị ơi, quần quy 1 ạ. Một cái một hình, hai cái hai hình, ba cái ba hình khác nhau. Còn áo là mã, áo là đá 18 các chị nhắc. Đá 18 cho em, quần là quần quy 1. Áo là đá 18. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho các chị mình có đơn ạ. Xinh ơi là xinh luôn. Áo đá kẻ nhá. Rồi áo H1 màu ve à. Đá 18 em còn nguyên size M đi. Bác nào vừa cái đá 18 các chị lên lên đơn của quần là quần Q1 các chị nhá. Q1 cộng số điện thoại cho em. Q1 là 119.000 một quần. Còn áo là bao nhiêu ạ? Áo là bao nhiêu? Áo này là 195 đúng không? Áo 195 em còn nguyên size M. Áo đá 18 195.000. Thị Thân, Thị Hường ạ. Chị Thúy Lê comment lại mã hàng nhé. Chị Đỗ Thu Hà ok em chốt đơn. À, có cái mã bộ tim lỡ để đâu đấy. Rồi bộ tim lỡ để em tí lên luôn nhá. Áo đá 18 cho em còn nguyên size M. Đá kẻ cho em 195.000. Mã hàng kèm số điện thoại trên là các chị mình có đơn ạ. Siêu đẹp luôn. Một thang với màu đen rồi. Quần ngắn như hàng quần quy 1 có. Đợi tí em lên. Chị Lê Thị Mậu ok em chốt đơn hàng ạ. Cái gì xanh à, cái mã tim lỡ á? Tim lỡ hết rồi à? Thôi nhưng mà cái màu kia còn không? Sai số đều đúng không? Rồi ok, bây giờ em lên bộ tim lỡ luôn nhá. Bác nào thích bộ tim lỡ thả tim luôn cho em nè. Còn quần em mặc là quần Q1. Chị Trần Thơm ok, Q1 39 cân không vừa, em chốt trên 45 cân nhá. Q1 các chị phải trên 45 cân mới vừa được. Chứ còn 39 cân không vừa nhá. Để chưa ạ, 39 cân không vừa. Rồi Q1 cộng số điện thoại cho em ạ, 119.000 một quần. 119 một quần, áo là mã đá 18 ạ. Đá 18 còn nguyên size M. Hai quần Q1 ạ. 67 cân, 1m65 à. Mặc ngắn chị nhá. 67 cân là em sợ không vừa đâu ạ. À, chị Nguyễn Hương ok. Chị Trần Thơm ok, chốt đơn hàng ạ. Tiếp theo bộ tim lỡ cho em. Đây 64, 65. Cái gối đó, gối nó kia. Cái này nó lấy nó bị cái tách đồng.
theo bộ tim, cổ tim lỡ nha các chị nhá. Tim quần lỡ màu nâu. Bộ tim quần lỡ cho em màu nâu. Đây các chị lên đơn hàng mã này cho em là bộ tim lỡ và kèm số điện thoại ạ. Tim lỡ em có đủ size là ML, XL. Tim lỡ em có 3 size là ML, XL. Các chị chọn màu cho em màu cổ vịt này. Màu xanh than, màu đen và tông màu nâu. Cổ vịt xanh than nâu ạ. Than đen. Nâu xanh cổ vịt ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì nhỉ? Tim lỡ và kèm số điện thoại ạ. Tim lỡ kèm số điện thoại cho em 100, à quên, bộ này là 260 chị nhé, 260. 260.000 bộ tim lỡ cho em. Chị Long Nguyễn này, quần Q1, quần lỡ. Em đã lên đâu, em đã lên mã đâu? Chị Thùy Nguyễn ok, chốt đá 18. Quần Q1 đó là quần dài ý chị ơi, quần dài ý. Mã này là bộ tim lỡ cho em là 260, bộ này là 260. Đấy, ít phông dáng rộng nhỉ? Chị nào thích phông dáng rộng không? Thì em vẫn còn phông dáng rộng đấy ạ. Sót cái phông dáng rộng này. Bộ tim lỡ các chị lên đơn nhé. Tim lỡ là 260.000 một bộ ạ. Lên ít phông rộng, phông free size. Đến nó lẻ màu lên làm gì. Phông cọc thì có nhiều màu không lên. Quần dài đá 63. Đá 63 còn không. Đá 63 là mã nào nhỉ? Tiếp theo em xem các chị áo phông rộng nữa chị nhá. Phông rộng cho em, hàng đẹp này. Phông rộng hàng đẹp cho em. Mã này các chị comment là mã V mấy nhỉ? Phải V không? Phông rộng, chị nào thích phông rộng giấu quần các chị lên đơn. Em sell con này mức giá là 85.000 một cái luôn. Em xả luôn con này 85.000. Phông đẹp các chị nhá. 85.000 đồng. Phông rắn rộng cho em, mã gì nhỉ? V12 kèm số điện thoại ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho là V12 và kèm số điện thoại cho em, còn shop tầm chục cái em xem nốt 85.000 đồng một áo. Em xả luôn con này 85.000, các chị lên mã hàng cho em là V12 kèm số điện thoại ạ. Thoải mái các chị đến tầm khoảng là dưới 70 cân các chị nhá. Dưới 70 cân em chốt đơn mã V12 ạ. Đúng chưa? V12 cho em. Kèm số điện thoại cho là mình lên đơn. Các chị nhìn phông này. Xinh ơi là xinh luôn. Em xả luôn con này mức giá là 85.000. Hàng 350, 350.000 em sale các chị luôn 85.000. Chất đẹp lắm các chị này. Dưới tầm khoảng là 68-70 cân. Và các chị tầm 50 cân đổ lên các chị nhá. 50 cân đổ lên tầm khoảng là 70 cân đổ về. Phông rộng cho em ạ. Rộng rãi thoải mái. V15.000 một áo. V12. V12 cách số điện thoại cho em 85.000. Phông hình phông rộng cho em. Màu này có màu vàng non các chị nhé, màu vàng non cho em ấy. V12 cho em ạ, 85.000. Lên mã hàng cộng số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn các chị yêu nhá. 85.000 một áo V12. Chiếu điều hòa có chị Mạnh Tuấn thôi. Em có chiếu điều hòa em lên rồi. Tôi nghỉ thôi. Nóng nóng này lười lên quá. Mã này là V12 các chị nhá. Comment đúng mã hàng cho em xả các chị tặng các chị 85.000 một cái. À, chị buôn lỡ màu xanh, chị Hấu Trúc tí là xem mọi like của em nhá. Sao? Em nghỉ nhá, mai em lên tiếp được không bác ơi? Em nghỉ đây, ba các tình yêu nhá. Chúc các chị ngủ ngon ạ. À.